Hộ hoa cao thủ tại đô thị. Hạ Thiên. Chương 2251. Hai lựa chọn. Tại sao ta lại cảm giác ngươi mới là tên đang tìm cái chết vậy? Triệu Thanh Thanh nở nụ cười, hoặc có lẽ là ngươi đang trên đường tìm chết, chẳng lẽ chính ngươi không có phát hiện ra sao? Ha ha, nói đùa như vậy chẳng thú vị chút nào. Đôi mắt của Lạc Ngọc Minh hơi híp lại, được rồi, đến phòng làm việc của viện trưởng thôi, lúc đó chúng ta mới có thể tâm sự thật tốt. Nói xong, Lạc Ngọc Minh sải bước đi về phía phòng làm việc của viện trưởng. Hứa Kiều Na nổi giận đùng đùng đi theo sau lưng Lạc Ngọc Minh, nàng cực kỳ muốn biết người này đang giở trò quỷ gì. Sư phụ, đi thôi, chúng ta cũng đi theo xem một chút đi. Triệu Thanh Thanh cảm giác việc này chắc chắn không đơn giản, rõ ràng Lạc Ngọc Minh này có chuẩn bị mà đến, cũng không biết sốt cuộc hắn muốn làm gì. Ba người Hạ Thiên đi theo Lạc Ngọc Minh tới phòng làm việc của viện trưởng, mới vừa đẩy cửa bước vào thì ba người bị mấy tên vệ sĩ bao vây, không được nhúc nhích. Người đây là có ý gì? Hứa Kiều Na lạnh lùng nhìn Lạc Ngọc Minh. Lạc Ngọc Minh ngã người về phía sau, ngồi trên ghế salon, hai tay mở ra, chuyện này còn cần hỏi nữa sao? Đương nhiên là tìm các ngươi tính sổ rồi. Tính sổ gì chứ, ta và họ là các ngươi không có sổ sách gì để tính cả. Hứa Kiều Na cau mày nói. Ngươi nói câu này cũng quá giả dối rồi. Lạc Ngọc Minh đốt một điếu thuốc, chỉ vào Hứa Kiều Na, ngươi thiết lập cái bẫy dụ dỗ ta và anh trai ta rồi đoạt lấy bảo vật gia truyền nhà ta. Những cuốn sách y cổ kia có giá trị mấy trăm triệu, thế mà ngươi chỉ tốn 200 vạn là ôm đi. Chuyện này không phải lừa gạt thì là gì? Hơn nữa xong việc còn đánh anh ta đến gãy xương, não cũng bị chấn động nghiêm trọng, bây giờ vẫn còn đang nằm ở trong bệnh viện. Ngươi nói chuyện này nên giải quyết như thế nào đây? Hứa Kiều Na hiểu rõ người này là nhắm về mình, thế là nói, tốt thôi, ngươi muốn tính nợ cũ này, ta sẵn sàng phụng bồi tới cùng. Chỉ là việc này không liên quan tới Hạ Thiên và Thanh Thanh, ngươi để cho bọn hắn rời khỏi đây đi. Chuyện này thì không được. Lạc Ngọc Minh cười chỉ Triệu Thanh Thanh và Hạ Thiên, hai người bọn họ là người mua sách, lại đánh anh trai của ta, bọn họ cũng không thể thoái thác tội lỗi của mình. Ta hiểu được, Hứa Kiều Na biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ đến, trước đây nàng chiếm tiện nghi, cho rằng hai người anh em này là đồ ngốc, bây giờ suy nghĩ một chút chính mình mới là đồ ngốc, người mới là người lập bẫy, lúc trước bán đồ cho ta thì ngươi đã nghĩ đến hôm nay rồi, thật đúng là giỏi tính kế. Lạc Ngọc Minh cười nhún vai, dáng vẻ đắc ý, nói thẳng đi, các ngươi là muốn giải quyết riêng hay là đi theo trình tự? Giải quyết riêng là thế nào, còn theo trình tự lại như thế nào? Hứa Kiều Na chưa kịp phản ứng thì Triệu Thanh Thanh đã tiếp lời hỏi một câu. Rất đơn giản, Lạc Ngọc Minh vỗ tay, chỉ vào ba người Triệu Thanh Thanh, giải quyết riêng chính là đưa tiền, ta cũng không cần quá nhiều, mỗi người đưa ta 200 triệu, việc này coi như xong. Về phần theo trình tự, vậy thì phức tạp hơn nhiều, ta khuyên các ngươi vẫn đừng chọn vế sau. Hứa Kiều Na hừ lạnh nói, một người đưa ngươi 200 triệu. Sợ là ngươi muốn tiền đến điên rồi. Ta không điên, Lạc Ngọc Minh nhướng một bên mày nói vô cùng nghiêm túc, ta đã điều tra qua, các ngươi tuyệt đối có thể trả nổi số tiền này. Nhà họ là các ngươi là thế gia cổ xưa, hẳn là cũng không thiếu chút tiền ấy đi. Hứa Kiều Na có chút kỳ quái hỏi, trước đó ngươi cũng bán không ít bảo bối của cha ngươi. Không ngại lại bán thêm vài món nữa, ta sẽ mua hết, hà tất vì mấy trăm triệu mà làm loại chuyện này. Ngươi thì biết cái gì? Lạc Ngọc Minh hừ lạnh một tiếng, các ngươi đừng nghĩ kéo dài thời gian, tốn công vô ích thôi. Triệu Thanh Thanh tức giận đến bật cười, ngươi biết ta là ai không? Lại còn dám lừa bịp tống tiền ta và sư phụ ta. Ta đương nhiên biết rõ, ngươi là Triệu Thanh Thanh là người của nhà họ Triệu, mà hắn gọi là Hạ Thiên. Là đại lão bản tập đoàn thần y ở Giang Hải. Lạc Ngọc Minh khẽ cười một tiếng, không khỏi đắc ý nói, các ngươi đều là người có tiền, chút tiền ấy đối với các ngươi cũng không tính là gì, cho nên dứt khoát giao tiền ra thì tốt hơn, mọi người còn có thể làm bạn bè. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, nhìn Lạc Ngọc Minh nói, nếu ngươi không cần đầu óc thì có thể đi quyên góp cho người có nhu cầu, chớ lãng phí. Ha ha, ta cũng rất muốn đi quyên, đáng tiếc không ai có thể cầm được. Lạc Ngọc Minh lạnh lùng cười một tiếng, lấy một khẩu súng ngắn gắn ống giảm thanh từ trong ngực ra rồi đặt ở trên mặt bàn, ta không muốn nói nhảm nhiều, trước khi tiền được chuyển tới thì các ngươi không được ra khỏi căn phòng này. Triệu Thanh Thanh không khỏi cười nói, vì chút tiền ấy mà mạo hiểm đắc tội nhà họ Triệu,
nhà họ Hứa, còn có tập đoàn Thần Y, thật không biết nên nói người yêu tiền như mạng hay là ngu xuẩn như lợn đây. Nhà họ Triệu, nhà họ Hứa, còn có tập đoàn Thần Y gì đó, tất cả ta đều không quan tâm. Lạc Ngọc Minh nhún vai, nói với Triệu Thanh Thanh, chỉ cần tiền tới tay ta thì qua đêm nay các ngươi sẽ không thể tìm thấy ta, ta lại có gì phải lo lắng chứ? Hình như ngươi nói câu này quá sớm rồi. Triệu Thanh Thanh lạnh giọng nói, đừng nói là 200 triệu, coi như ta chỉ treo giải thưởng 2.000 vạn thì ngươi cũng không có chỗ để trốn rồi. Lạc Ngọc Minh cười ha ha hai tiếng, gật đầu nói, ngươi nói không sai. Đúng là ta từng có do dự, sợ sau khi xong việc các ngươi tìm tới trả thù ta, nếu như vậy, coi như lấy được tiền thì cũng không mạng để tiêu xài. Tiếp đó phong cách của hắn lại thay đổi, nhưng mà chỉ cần qua đêm nay thì ta sẽ không cần lo sợ nữa. Chắc chắn các ngươi muốn biết vì sao, nhưng mà ta sẽ không nói cho các ngươi. Vậy nếu như ngươi không qua được đêm nay thì sao? Triệu Thanh Thanh cười hỏi lại. Lạc Ngọc Minh không chút hoảng sợ, cười nói, cái này phải xem các ngươi có bản lĩnh lưu ta lại được hay không. Chương 2252, bị hạ cổ. Hòa thượng chạy được nhưng miếu vẫn còn đó, ngươi làm như vậy cha ngươi là Quyền Đông biết không? Triệu Thanh Thanh không khỏi lắc đầu cảm thán nói, ngươi đây là muốn đẩy nhà họ Lạc các ngươi vào vực sâu vạn kiếp bất phục sao? Ta không quan tâm, cha ta là một tên phế vật đã không còn giá trị gì, với hắn mà nói chết coi như là giải thoát. Thần sắc Lạc Ngọc Minh biến đổi, dường như đang thôi miên bản thân, chỉ cần ta còn sống thì nhà họ Lạc vẫn luôn tồn tại. Cùng lắm thì sau này ta trùng kiến nhà họ Lạc, đến lúc đó nhà họ Triệu, nhà họ Viên gì đó, tất cả đều bị ta giẫm dưới chân, thực hiện tâm nguyện nhiều năm của hắn. Thanh Thanh nha đầu, ngươi không cần nói nhảm với hắn nữa. Hạ Thiên có chút không kiên nhẫn, thứ ngu ngốc như vậy đánh bay là được rồi, hà tất lãng phí thời gian. Triệu Thanh Thanh lắc đầu, ta luôn cảm giác hắn có chút là lạ, không biết là nơi nào có vấn đề. Đầu óc xảy ra vấn đề thôi, trước đó ta đã nói rồi. Hạ Thiên tùy ý nói. Hừ, Lạc Ngọc Minh hừ lạnh một tiếng, móc ra một tờ giấy ném lên trên bàn, dùng súng lục đè lên. Ta lười nói thêm gì nữa với các ngươi, trong vòng một tiếng, các ngươi phải chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ này, nếu không đừng ai nghĩ sống sót rời đi. Chỉ bằng một đám các ngươi, Triệu Thanh Thanh chỉ vào mấy tên vệ sĩ áo đen xung quanh, muốn thực hiện kế hoạch to lớn của ngươi, có vẻ hơi phiêu nha. Ta biết công phu của ngươi không tệ, rất có tiếng tăm ở trên mạng, được gọi là nữ hiệp gì đó đúng không? Lạc Ngọc Minh nhìn Triệu Thanh Thanh, giơ súng lục lên. Nhưng mà đó cũng chỉ là trò khoa chân múa tay mà thôi. Ở đây ta có súng, dù ngươi có nhanh và lợi hại tới đâu thì ngươi cũng không thể nhanh và lợi hại hơn súng được. Ngươi có thể thử xem. Triệu Thanh Thanh lạnh lùng cười một tiếng. Xem ra ngươi đúng là điên rồi. Ánh mắt Hứa Kiều Na phức tạp nhìn Lạc Ngọc Minh, trước đó ngươi chỉ dùng đồ cổ lừa gạt một ít tiền, coi như xảy ra việc gì thì còn có cha ngươi áp xuống. Thế mà bây giờ lại dùng loại biện pháp ngu xuẩn này tống tiền chúng ta, còn không thèm để ý tới kết quả, ngươi thực sự muốn tiền không muốn mạng sao? Ngươi nói câu này không sai. Hạ Thiên cười hì hì nói, nếu như không có tiền thì đúng là hắn sẽ mất mạng. Nhưng mà coi như có tiền rồi thì hắn cũng vẫn mất mạng. Cho nên tên ngu ngốc này là đang lãng phí thời gian. Đủ rồi, đừng nói nhảm nữa, mau chuyển tiền đi. Lạc Ngọc Minh nhìn đồng hồ mấy lần. Dần dần không kiên nhẫn được nữa, các ngươi mới là người đang lãng phí thời gian. Ta không ngại nói cho các ngươi biết, dù các ngươi báo cảnh sát hay gửi tin nhắn cho người nhà, tất cả đều không quan trọng với ta, nhưng mà tiền nhất định phải được chuyển tới. Rõ chưa? Tốt, ta gửi. Hứa Kiều Na cắn răng, cảm thấy hảo hán không tính thiệt thòi trước mắt, tên Lạc Ngọc Minh này chính là một tên điên rồ, vẫn là không nên chọc giận hắn. Triệu Thanh Thanh quay đầu nhìn Hạ Thiên, sư phụ. Người nói chúng ta nên làm gì bây giờ? Đánh hắn thôi, Hạ Thiên bĩu môi, loại sự tình này còn phải hỏi à? Các ngươi đừng ép ta chỉ cầu tài. Lạc Ngọc Minh cầm súng chỉ vào Triệu Thanh Thanh và Hạ Thiên, nói thêm câu nữa thì chớ trách ta nổ súng, đừng cho rằng ta đang nói đùa. Hình bóng Triệu Thanh Thanh khẽ động, cất bước đến trước mặt Lạc Ngọc Minh, giơ chân quét ngang một cái. Hiu! Một tiếng động nhỏ vang lên. Lạc Ngọc Minh bóp cò súng. A, cũng chính là hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tiếp đó, hắn lại bị Triệu Thanh Thanh quét ngã xuống đất, bị giẫm như một con cá mắc cạn.
Mấy tên vệ sĩ áo đen nghe được tiếng súng, lập tức động thủ muốn chế phục Hạ Thiên và Hứa Kiều Na, đáng tiếc bị Hạ Thiên thưởng cho mỗi người một cước, dán ở trên vách tường. Chẳng phải ta đã nói rồi sao, chút người này căn bản không đủ. Triệu Thanh Thanh cảm thấy một chút tính khiêu chiến cũng không có, thật không biết cái tên Lạc Ngọc Minh này bị cái gì, a. À. Vừa dứt lời, Triệu Thanh Thanh bỗng nhiên cảm thấy cơ thể Lạc Ngọc Minh nóng lên một cách dị thường, giống như có thứ gì trong người hắn muốn bùng nổ. Triệu Thanh Thanh cảm giác không đúng, lập tức nhảy ra, vội vàng nói với Hứa Kiều Na, Kiều Kiều, mau tránh ra. Hạ Thiên lấy ngân châm ra, tiến lên đâm Lạc Ngọc Minh hai cái, chấn áp cỗ dị động bên trong cơ thể đối phương xuống. Sư phụ, hắn bị làm sao vậy? Triệu Thanh Thanh thấy thế, lập tức tò mò hỏi. Tên ngu si này bị người hạ cổ. Hạ Thiên thu hồi ngân châm, hơi có chút bất mãn nói, hơn nữa còn là châm pháp của Âm Y Môn, tên thi châm ngu ngốc này chắc ở gần đây, ta đi ra ngoài tìm hắn. Hình bóng Hạ Thiên lóe lên, lập tức biến mất. Hứa Kiều Na có chút choáng váng, nàng không dám tin vào hai mắt của mình. Kiều Kiều, đừng ngẩn người. Người mau đi gọi người kiểm tra bệnh viện này, nhìn xem còn có nhân viên nào khả nghi hay không. Triệu Thanh Thanh cầm điện thoại di động lên, trước tiên gọi điện cho thành viên Thiên Đạo Tổ, phân phó bọn họ chạy tới xử lý hiện trường. Hứa Kiều Na lấy lại tinh thần, lập tức hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, cũng lo lắng tình trạng của mẹ mình, vội vàng rời khỏi phòng làm việc của viện trưởng chạy tới phòng bệnh của bà Hứa. Kết quả không cần nói cũng biết, trong phòng bệnh đã không còn một bóng người. Chương 2253, lại một người bị hạ cổ. Sau khi Hạ Thiên ra khỏi bệnh viện, hắn đi dạo lòng vòng trong phạm vi 300 mét xung quanh, kết quả đúng là phát hiện ra một người khả nghi. Ngay trong một ngôi nhà đối diện bệnh viện, hắn thấy một người giống như Hứa Minh Huy đang bị trói, nhưng người đã chết, ở sau đầu bị thủng một lỗ nhỏ to bằng ngón tay cái, xuyên qua lỗ nhỏ này có thể thấy trong đầu hắn thực sự rỗng tuếch, cái gì cũng không. Ra đi, đừng có trốn nữa. Hạ Thiên không có chút hứng thú nào nhìn Hứa Minh Huy này, hắn chỉ nhìn thoáng qua căn phòng rồi uể oải nói một câu. Căn phòng im lặng, không có ai đáp lại lời Hạ Thiên. Hạ Thiên lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm trên một bức tường, cười hì hì nói, không ra đúng không, vậy cũng đừng trách ta đánh ngươi. Vừa dứt lời, trên bức tường lập tức có một cái bóng mờ ảo chuyển động cực nhanh lướt về phía cửa. Bùm! Một tiếng động lớn vang lên, toàn bộ bức tường đều bị Hạ Thiên đạp thành mảnh vụn, đá vụn và cho bụi rơi xuống đất. Cái bóng ảo ảnh này tự nhiên không có chỗ nào dựa vào, đành phải rơi xuống đất, hiện ra diện mạo vốn có của hắn, đó là một lão đầu mặc đồ nhà đường. Nhìn qua lão đầu mặc đồ nhà đường này khoảng 5-60 tuổi, dáng người gầy gò, đặc biệt là móng tay trên hai bàn tay vừa dài vừa đen, chúng cứng đến nỗi giống như là móng vuốt thép. Bằng hữu, chuyện này không liên quan gì đến ngươi, ngươi cần gì phải lội vào vũng nước đục này. Lão đầu mặc đồ đường dẻo miệng nói, mọi người kết bạn với nhau, đừng quá xa cách như vậy, thế nào? Tên ngốc ngươi vừa già vừa xấu, không xứng kết bạn với ta. Hạ Thiên bĩu môi, hơn nữa ngươi lại dám dọa dẫm ta và đồ đệ của ta, còn nói không liên quan gì đến ta, có phải ngươi quá ngu ngốc rồi hay không? Lão đầu mặc đồ đường nhe răng nói với Hạ Thiên, đó chỉ là việc ngoài ý muốn. Mục tiêu của lão phu chỉ là nữ nhân họ Hứa kia. Ai ngờ các ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt, ta không thể làm gì khác hơn là phải uy hiếp cả. Nhìn dáng vẻ này của ngươi, chắc không phải là người Âm Y Môn, tay của ngươi cũng không dùng châm được. Hạ Thiên khó chịu nhìn lão nhân này, này lão đầu, ngươi nên nói thẳng đi, lão đại của ngươi là ai? Hãy gọi hắn cùng ra đây đi, để ta đỡ phải lãng phí thời gian đi tìm. Âm Y Môn cái gì, ta chưa bao giờ nghe nói đến. Lão đầu mặc đồ nhà đường cười nhạo một tiếng, lạnh lùng nói, lão phu là người của vạn cổ hội, nữ nhân họ Hứa kia đã lừa gạt lấy đi bảo vật của chúng ta, ta chỉ muốn đòi lại một chút lợi nhuận từ trên người nàng ta mà thôi. Vạn cổ gì đó, ta chưa từng nghe qua. Hạ Thiên trực tiếp trả lại nguyên lời lão đầu từng nơi, ta không có chút hứng thú nào với chuyện ân oán giữa các ngươi, ngươi chỉ cần nói ra từ đâu mà ngươi biết châm pháp của Âm Y Môn, ngươi có thể rời đi. Lão đầu mặc đồ nhà đường tức giận quát lên, người bị điếc tai sao? Lão phu đã nói không biết Âm Y Môn gì đó, cũng không biết châm pháp Âm Y Môn. Nếu ngươi còn dây dưa nói không rõ nữa, đừng trách lão phu hạ cổ trùng với ngươi.
Những con cổ trùng kia của ngươi vô dụng với ta. Hạ Thiên lười biếng nói, vì nghĩ tới cái mạng nhỏ của chính ngươi, ta khuyên ngươi nên nói ra thì tốt hơn. Vậy thì ngươi thử xem. Lão đầu mặc đồ nhà Đường hừ lạnh, lặng lẽ đưa tay sờ vào trong ngực. Hắn đột nhiên lấy ra một cây sáo hình ống, liên tục thổi ba lần về phía Hạ Thiên. Vèo, vèo, vèo. Chỉ thấy ba bóng trắng lập tức bay về phía Hạ Thiên, tốc độ cực nhanh, gần như không cho người ta thời gian để kịp phản ứng. Nếu là người bình thường, có khả năng người đó không thể tránh khỏi loại công kích này. Hạ Thiên cách hắn không tới 3 mét, lão đầu mặc đồ Đường cảm thấy chiêu này của mình chắc chắn sẽ giết chết đối thủ. Đáng tiếc, người mà lão đầu mặc đồ nhà Đường phải đối mặt lại chính là Hạ Thiên, Hạ Thiên vô địch thiên hạ, cũng là Hạ Thiên đệ nhất thiên hạ. Nói về tốc độ, về cơ bản Hạ Thiên chưa bao giờ thất bại, ngoại trừ lần trước thua Dạ Ngọc Mị. Tất nhiên, Nguyệt Thanh Nhã và Cơ Thanh Ảnh có thể nhanh hơn hắn một chút nhờ thân pháp đẳng cấp của Phiêu Miểu Thiên Môn, chỉ là bọn hắn vẫn chưa chân chính so tài mà thôi. Ít nhất là trên địa cầu, không ai có thể nhanh hơn hắn, cũng không có sinh vật nào có thể nhanh hơn hắn. Ta đã nói rồi, thứ đồ chơi này không có tác dụng với ta. Hạ Thiên thản nhiên phất tay, chỉ thấy trong nháy mắt ba bóng trắng kia bị đánh bay rồi đập vào một bức tường, tan thành một bãi bùn nhão. Phụt, lão đầu mặc đồ nhà Đường trực tiếp phun ra máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi, sau đó rên rỉ trong miệng, tức giận phát ra tiếng rên thảm thiết, không bao lâu thì ngất đi vì đau. Ồ, xem ra có chút thú vị. Hạ Thiên nhìn kỹ lại phát hiện lão nhân này cũng là người bị hạ cổ, không phải người thi cổ cho Lạc Ngọc Minh. Hạ Thiên đâm một châm cho lão nhân này để áp chế cổ trùng trong cơ thể hắn. Sau đó, hắn trực tiếp mang tên này quay về phòng làm việc của viện trưởng Y Nhân Các. Trong văn phòng, Triệu Thanh Thanh đang tra hỏi Lạc Ngọc Minh, mà Hứa Kiều Na lại không thấy tăm hơi đâu. Sư phụ, người trở về rồi, lão nhân gia kia là ai vậy? Triệu Thanh Thanh không khỏi tò mò hỏi khi nhìn thấy Hạ Thiên mang một người trở về. Cũng là một tên ngốc bị hạ cổ mà thôi. Hạ Thiên uể oải đáp một câu, lập tức chỉ vào Lạc Ngọc Minh nói, chắc là cổ trùng trong cơ thể tên ngốc này nghe lời chỉ huy của lão nhân kia. Triệu Thanh Thanh sững sờ một chút, vậy ông lão kia chính là người đứng sau màn sao? Không phải. Hạ Thiên lắc đầu, lão nhân kia chỉ là công cụ của người khác mà thôi. Chỉ là ta cảm thấy mối liên hệ giữa những cổ trùng trong cơ thể bọn hắn có chút kỳ lạ, cho nên mới mang về nghiên cứu một chút. Chương 2254. Cổ trùng mối liên hệ giữa cổ trùng. Triệu Thanh Thanh khó hiểu hỏi, sao bọn chúng liên lạc được, gọi điện thoại hả? Hạ Thiên uể oải giải thích, cổ, loại vật này có cổ mẹ và cổ con. Nói như vậy, cổ sư sẽ nuôi cổ mẹ trong cơ thể của mình, như thế hắn mới thuận tiện sử dụng, cổ mẹ ra ngoài cũng tương đối nghe lời. Sau đó cổ mẹ sẽ sinh ra cổ con, cổ sư có thể dùng phương pháp đặc biệt để cấy mẹ con nó vào trong cơ thể của người khác. Tiếp đến hắn có thể mượn cổ mẹ để thao túng suy nghĩ, lời nói và hành động của đối phương, nhưng mà chỉ có cổ mẹ mới có thể điều khiển cổ con, còn cổ con thì không có cách nào phản kháng được. Tuy nhiên, nếu như cổ con chết, tất nhiên cổ sư sẽ phải chịu ảnh hưởng. Sư phụ, vậy tình hình hiện tại của hai người bọn hắn thế nào? Sự hiểu biết của Triệu Thanh Thanh về cổ chỉ giới hạn trong truyền thuyết và những miêu tả trong một số tiểu thuyết nàng đã thấy qua khi còn đi học. Tổng thể cảm giác có vẻ huyền diệu khó giải thích, thần thần bí bí. Điều thú vị là ở ngay chỗ này. Hạ Thiên chỉ vào lão đầu mặc đồ nhà Đường và Lạc Ngọc Minh, cười hì hì nói, bên trong hai người này đều là cổ con, nhưng vừa rồi chính lão nhân này đang thao túng tên ngốc họ Lạc và một người khác đã chết rồi. Hả? Triệu Thanh Thanh có chủ không hiểu, vậy nghĩa là sao? Cổ mẹ đâu rồi? Hạ Thiên cẩn thận suy nghĩ một lúc. Sau đó nói tạm thời ta cũng chưa biết, nhưng có lẽ có liên quan đến âm y môn. Trên người tên họ Lạc này có dấu vết của châm pháp âm y môn, nhưng trên người lão ngân này lại không có. Âm y môn, Triệu Thanh Thanh nghĩ tới y tiểu âm trước tiên, sư phụ, vậy ngươi có muốn gọi điện thoại cho y tiểu âm hỏi một chút xem đã xảy ra chuyện gì không? Không cần. Hạ Thiên trực tiếp lắc đầu, chuyện này không liên quan gì đến vợ y. Chắc chắn là do dư nghiệt trước kia của âm y môn. Triệu Thanh Thanh hỏi, sư phụ, người cũng có thể nhìn ra được chuyện này sao? Chuyện này có gì mà nhìn không ra?
Hạ Thiên bĩu môi, châm pháp mà Âm Y Môn đang dùng bây giờ đã bị ta sửa đổi mấy lần, mà châm pháp người này dùng vẫn là của 12 năm trước, hắn còn tự cải biến một số chỗ. Nếu như sử dụng châm pháp Âm Y Môn đã được ta sửa đổi thì việc khống chế tên ngốc họ Lạc này đơn giản hơn nhiều, hoàn toàn không cần đến cổ trùng gì đó. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Triệu Thanh Thanh cảm thấy tình hình đột nhiên trở nên phức tạp. Ban đầu nàng chỉ cùng Hạ Thiên tới chữa bệnh cho mẹ của Hứa Kiều Na. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng Lạc Ngọc Minh sẽ đột nhiên xen vào. Bây giờ lại có thêm cổ trùng, rồi lại có liên quan đến dư nghiệt trước kia của Âm Y Môn, thực sự quá loạn. Trước tiên hãy lấy cổ trùng trong cơ thể bọn hắn ra xem đã. Hạ Thiên nghĩ nghĩ, ngón tay khẽ động, hắn lại lấy ngân châm ra lần nữa, chia châm ra rồi đâm lên người Lạc Ngọc Minh và lão đầu mặc đồ nhà đường kia. Không lâu sau, mũi của lão đầu mặc đồ đường khẽ nhúc nhích, chỉ thấy một con côn trùng nhỏ màu đen chậm rãi bò từ trong ra. Côn trùng màu đen gặp gió thì sinh ra một đôi cánh. Khi nó đang muốn bay lên trời, Hạ Thiên bắn ra một cây ngân châm, trực tiếp đóng đinh con côn trùng màu đen này trên mặt đất. Đúng là không phải cổ mẹ. Hạ Thiên liếc nhìn con côn trùng màu đen, có chút thất vọng nói một câu. Ở một bên khác, Lạc Ngọc Minh lại có vẻ hơi khác thường, cơ thể càng ngày càng nóng, cỗ dị động kia cũng càng ngày càng kịch liệt. À, Lạc Ngọc Minh liều mạng giãy giụa, trong miệng không ngừng kêu lên thảm thiết. Đáng tiếc, hình như vật trong cơ thể hắn không muốn đi ra ngoài, nó chỉ không ngừng đi quanh trong cơ thể hắn. Sư phụ, hắn sao thế? Có phải có vấn đề gì không? Triệu Thanh Thanh nhìn thấy cảnh này, nàng có chút lo lắng, Lạc Ngọc Minh có thể đột nhiên nổ tung hay không? Hạ Thiên không nói gì, thẳng tay giết chết con cổ trùng màu đen đang bị đóng xuống đất kia. Lúc này Lạc Ngọc Minh gào lên như giết heo, sau đó có một bóng trắng bay ra khỏi mũi hắn, có lẽ nó muốn bay ra ngoài cửa sổ. Muốn chạy, không có cửa đâu, cửa sổ càng không có. Hạ Thiên cười hì hì, vung tay bắn ra một cây ngân châm, bóng trắng kia lập tức bị đóng trên khung cửa sổ. À, con côn trùng này thật kinh tởm. Triệu Thanh Thanh liếc nhìn cái bóng trắng đang bị ghim, nàng phát hiện ra đó là một con côn trùng màu trắng lớn bằng đầu ngón tay, đầu được bao lại bởi một lớp giáp xác cứng màu trắng hình tam giác, hai bên cơ thể mọc ra vô số chân nhỏ dài, chúng không ngừng ngọ nguậy. Nàng ghét nhất là côn trùng, nhất là những con có nhiều chân. Hạ Thiên bước tới đánh giả cổ trùng rồi tự lẩm bẩm, quái lạ, con côn trùng này không phải là vật ở trên địa cầu. Ngươi có ý gì, nó không phải là vật trên địa cầu, chẳng lẽ là trên hành tinh khác sao? Triệu Thanh Thanh nhớ tới trước kia Hạ Thiên đã nhắc về chuyện tu tiên giả xuyên qua từ dị giới. Vì vậy nàng không nhịn được đặt câu hỏi. Con côn trùng này vốn dĩ không phải là cổ trùng. Hạ Thiên quan sát một lúc rồi đưa ra kết luận. Chắc nó là ký sinh trùng trên người tu tiên giả đến từ dị giới, hoặc có lẽ là con giận, sau đó bị một tên ngốc nào đó dùng như cổ trùng. Con giận. Triệu Thanh Thanh dùng mình một cái thứ đồ chơi này thật sự còn ghê tởm hơn cả côn trùng, tu tiên giả đều phải tẩy tủy, làm sao có thể mọc ra loại vật này. Thanh Thanh nha đầu, người nghĩ sai rồi, không phải tất cả tu tiên giả đều phải tẩy tủy. Hạ Thiên cười hì hì giải thích, tẩy tủy phạt cốt. Cho dù là ở trên tu tiên giới cũng không phải ai cũng có thể hưởng thụ được. Mà trên địa cầu, chỉ có ta mới có thể tẩy tủy cho người khác. Khó khăn như thế sao? Chịu ảnh hưởng bởi một số tiểu thuyết tu tiên, Triệu Thanh Thanh luôn cho rằng rửa tủy phạt cốt gì đó chỉ là thao tác cơ bản của tu tiên giả. Bất kể là ai ăn đan dược cũng có thể trực tiếp tẩy rửa những tạp chất bên trong cơ thể, linh căn viên mãn. Hạ Thiên bĩu môi, tẩy tủy đâu phải dễ dàng như vậy. Nghịch thiên bát châm cũng sẽ không xứng với hai chữ nghịch thiên này. Chương 2255, mẹ Hứa Kiều Na mất tích. Thì ra là vậy, sư phụ quả nhiên là thiên tuyển chi nhân độc nhất vô nhị. Triệu Thanh Thanh cái hiểu cái không gật đầu, rất nhanh ném những thứ này lên 9 tầng mây, chỉ cần Hạ Thiên vẫn còn ở đây thì nàng không cần hiểu những thứ này, cứ khen Hạ Thiên một hồi là được rồi. Nữ nhân bên cạnh Hạ Thiên đã có mấy người thương đối đần. Thêm một đồ đệ đần cũng không có vấn đề gì, chỉ cần nàng ngoan ngoãn xinh đẹp là được rồi. Lúc này Lạc Ngọc Minh đã khôi phục một chút khí lực, mặc dù vẫn nằm trên mặt đất thở hổn hển, nhưng mà ánh mắt đã có thể chuyển động bốn phía, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ngươi là ai? Tại sao ta lại ở chỗ này?
Cùng lúc đó, lão đầu mặc đồ nhà Đường kia cũng chậm chậm tỉnh lại, vừa mở mắt nhìn Triệu Thanh Thanh thì lập tức cảnh giác truy hỏi. Cái này hẳn là chúng ta nên hỏi ngươi mới đúng. Triệu Thanh Thanh trợn mắt chừng lão nhân, ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện ở gần đây? Ta là, lão đầu mặc đồ nhà Đường sửng sốt vài giây, vô thức sờ đầu, sau đó nhìn xung quanh, đây chính là phòng làm việc của ta là Triệu Tư Quy, viện trưởng của bệnh viện này. Chờ đã, đôi mắt Triệu Thanh Thanh trợn tròn, nhìn lão đầu mặc đồ nhà Đường này không nháy mắt, ngươi vừa nói ngươi tên gì? Lão phu tên là Triệu Tư Quy, thế nào, không được sao? Lão đầu mặc đồ nhà Đường không hiểu phản ứng của Triệu Thanh Thanh, ngươi lại là ai, vì sao lại ở trong phòng làm việc của ta, còn có. Được rồi, đừng diễn nữa. Thanh Thanh nha đầu, ngươi không cần để ý tới hắn. Hạ Thiên cắt đứt lời nói của lão nhân, quay đầu nói với Triệu Thanh Thanh, còn nữa, lão nhân này và tên quỷ tự tìm chết kia chỉ cùng tên mà thôi, không có bất cứ quan hệ nào. À, vậy là tốt rồi. Triệu Thanh Thanh khẽ thở phào một hơi. Nếu lão nhân này cũng có quan hệ với việc Triệu Hiểu Trác mất tích lần trước, như vậy mọi chuyện sẽ càng thêm phiền phức. Tiếp theo nàng lại hỏi, vậy bọn hắn đều mất trí nhớ à? Không có, bọn hắn chỉ giả bộ. Mặt Hạ Thiên hiện vẻ coi thường, đáng tiếc trình độ diễn xuất quá kém, chỉ có thể lừa gạt một vài kẻ ngu. Mặt Triệu Thanh Thanh đen lại, hỏi Hạ Thiên, sư phụ, người đang chê ta là kẻ ngu sao? Ngươi chỉ có chút đần, còn chưa tới mức là ngu ngốc. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, không hứng thú lắm nói, hai tên ngu si này giao cho ngươi, ngươi coi xem nên xử lý như thế nào đi. Triệu Thanh Thanh cảm thấy không thể lại trò chuyện với Hạ Thiên về đề tài này nữa, nàng nhìn về phía Lạc Ngọc Minh và viện trưởng Triệu, lạnh giọng nói, tốt nhất là các ngươi nên thành thật khai ra kẻ chủ mưu sau màn sai bảo các ngươi là ai, tại sao lại muốn bày ra chuyện này nhằm vào Hứa Kiều Na, còn dọa tống tiền nhiều như vậy để làm gì. Lạc Ngọc Minh và viện trưởng Triệu liếc nhau, tương đối ăn ý tiếp tục trầm mặc. Nhìn thấy con côn trùng kia không? Triệu Thanh Thanh lạnh lùng cười một tiếng, nếu không ai chịu nói gì, có tin ta bảo sư phụ nhét nó vào trong đầu các ngươi hay không? Tính tình công tử của Lạc Ngọc Minh phát tác, mắng ta không biết ngươi đang nói cái gì, cũng không hứng thú ở đây lãng phí thời gian với ngươi. Bây giờ ta muốn về nhà, nhanh chóng nhường đường cho ta. Đừng mơ mộng được về nhà. Mặc dù có thể hành động trước đây của các ngươi là chịu tác động của cổ trùng, nhưng cũng không thể bỏ qua tội lỗi mà các ngươi đã gây ra. Bây giờ ta muốn dẫn các ngươi trở về Thiên Đạo Tổ thẩm vấn, hy vọng các ngươi phối hợp. Triệu Thanh Thanh lắc đầu, gọi điện thoại cho thành viên của Thiên Đạo Tổ, bảo bọn hắn chạy tới mang Lạc Ngọc Minh và vị viện trưởng Triệu này đi. Bảo ta phối hợp, ngươi xứng sao? Lạc Ngọc Minh nổi giận, chỉ vào Triệu Thanh Thanh giận dữ hét, cha ta chính là Lạc Quyền Đông. Ngay cả viên thế hoàng của nhà họ Viên cũng phải cho hắn mấy phần mặt mũi, ngươi tính cái gì chứ? Triệu Thanh Thanh lập tức tung ra một cước đạp Ngọc Minh lăn trên mặt đất, ngay cả viên thế hoàng cũng không dám phách lối như vậy ở trước mặt ta, ngươi tính là thứ gì? Ngươi là người của Thiên Đạo Tổ. Vậy hắn, viện trưởng Triệu bỗng nhiên liếc nhìn Hạ Thiên, tựa như đã rõ cái gì, được rồi, ta đi với ngươi. Lúc này bỗng nhiên có một người đẩy cửa vào, đằng đằng sát khí giống lên. Chờ đã, hai người bọn họ không được đi. Người tiến vào là Hứa Kiều Na, trong tay nàng cầm một cây súng lục, nổi giận đùng đùng chỉ vào Lạc Ngọc Minh và viện trưởng Triệu, tức giận quát hỏi, nói mau, các ngươi giấu mẹ ta đi đâu rồi? Lạc Ngọc Minh nhìn thấy súng thì lập tức lùi lại hai, ba bước, có chút hoảng loạn nói, ngươi có bị bệnh phải không? Ta không phải cha ngươi, làm sao mà biết mẹ ngươi đi đâu? Hứa tiểu thư, việc này thật sự không có quan hệ với lão phu. Viện trưởng Triệu giơ hai tay lên, cố hết sức rũ sạch mọi chuyện. Triệu Thanh Thanh tiến lên lấy súng của Hứa Kiều Na, nhẹ giọng khiển trách, Kiều Kiều, ngươi làm gì vậy, đây không phải là thứ mà ngươi nên đụng vào. Thanh Thanh, mẹ ta biến mất rồi. Cơ thể Hứa Kiều Na mềm nhũn, tựa vào trong lòng Triệu Thanh Thanh, chắc chắn là bọn hắn làm, bằng không thì làm sao sẽ trùng hợp như vậy, bên này hấp dẫn lực chú ý của ta, bên kia đảo mắt một cái thì mẹ ta đã không thấy tăm hơi. Biến mất, tại sao lại biến mất rồi? Triệu Thanh Thanh có chút nghi ngờ hỏi, có phải gì đi ra ngoài làm chuyện gì khác không? Hứa Kiều Na lắc đầu liên tục, vẻ mặt kiên định nói, vừa rồi ta đi xem tất cả camera giám sát của bệnh viện, phát hiện tất cả đều bị mất tín hiệu, nhất định là có người lên kế hoạch từ trước. Ý của ngươi là Hứa Minh Huy?
Triệu Thanh Thanh lập tức nhớ tới một người, trong lòng sinh ra cảnh giác, chẳng lẽ hắn cũng ở gần đây? Hạ Thiên lười biếng nói, đúng là đồ ngốc kia ở gần đây, nhưng mà đã chết rồi. Chết, chết, Triệu Thanh Thanh và Hứa Kiều Na đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hứa Kiều Na lập tức truy hỏi, người xác định hắn đã chết sao? Triệu Thanh Thanh cũng hỏi một câu, thi thể của hắn ở đâu? Chết rồi, chết đến mức không thể chết thêm được nữa, não đã bị cổ trùng ăn sạch sẽ. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, hắn ở trong tòa nhà đối diện bệnh viện, căn phòng thứ tư ở lầu 6. Ta muốn qua đó xem. Hứa Kiều Na lập tức phước chuyện trước mắt qua một bên, quay người rời khỏi phòng, đi chưa được mấy bước lại nói với Triệu Thanh Thanh, Thanh Thanh, người đừng cho hai người kia chạy. Chắc chắn bọn hắn biết mẹ ta đã đi đâu. Triệu Thanh Thanh thuận miệng trả lời, yên tâm, chạy không được. Chương 2256, tính qua mặt ta đơn giản vậy sao? Chuyện mẹ của vị Hứa tiểu thư này mất tích thật sự không liên quan tới lão phu. Viện trưởng Triệu đợi vài giây, thấy Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh hình như không định hỏi, thế là chủ động nói, đại khái là nửa tháng trước. Hứa tiểu thư mua được một món bảo vật của vạn cổ hội chúng ta từ trong tay Lạc tiên sinh với giá thấp. Chúng ta từng hỏi chuộc lại mấy lần nhưng đáng tiếc Hứa tiểu thư lại từ chối, còn nói bảo vật đã bị nàng bán lấy tiền. Chúng ta không thể làm gì khác hơn là đưa ra hạ sách này, muốn lấy thêm tiền từ trong tay nàng. Cái này mới kỳ quái, chính ngươi đã nói người bán bảo vật trong hội của các ngươi là vị Lạc Ngọc Minh này. Triệu Thanh Thanh có chút tức giận mà chừng lão đầu mặc đồ nhà Đường. Vậy chẳng phải các ngươi tìm lộn người rồi à? Muốn tống tiền thì cũng nên đi tìm nhà họ Lạc, tại sao lại dây dưa với Kiều Kiều? Nhà họ Lạc dựa vào nhà họ Viên, không dễ trêu chọc. Ánh mắt lão đầu mặc đồ nhà Đường lóe lên, nói, lần này chúng ta tới phía Bắc chỉ là muốn mang bảo bối về, hoặc là lấy về vật có giá trị tương ứng, không muốn cảnh mẹ đẻ cảnh con. Triệu Thanh Thanh trợn mắt một cái. Tức giận nói, bây giờ cành cây của các ngươi đã nhanh chóng trở thành đại thụ che trời rồi được chưa? Cái này vốn không phải nguyện vọng của vạn cổ hội chúng ta. Lão đầu mặc đồ nhà Đường chịu thua Triệu Thanh Thanh, nói Triệu tiểu thư, các ngươi cũng không chịu thiệt hại gì cả, không bằng chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, như thế nào? Chẳng ra sao cả, Triệu Thanh Thanh khoanh tay, lạnh lùng cười một tiếng, định lừa dối như thế để qua ải. Ngươi cảm thấy ta dễ gạt như vậy sao? Vậy thì Triệu tiểu thư muốn thế nào? Lão đầu mặc đồ nhà Đường nghiêm túc nói điều kiện đi. Triệu Thanh Thanh không thích cách nói chuyện này, càng không thích lão nhân này, khó chịu nói, loại cặn bã như các ngươi, một là chết, hai là chết rất khó coi. Ta lời nói điều kiện gì đó với các ngươi, bắt người để luyện cổ, thao túng tư tưởng, lời nói và hành động của người khác để giành lợi ích lớn cho mình. Lưu lại các ngươi sẽ tạo thành tổn hại cực lớn đối với xã hội. Làm việc nên trở lại một con đường, ngày khác gặp lại nhau dễ nói chuyện. Lão đầu mặc đồ nhà Đường cũng có chút không thích, trong giọng nói lộ ra sự uy hiếp, tuy rằng lần này ta thua, nhưng mà trong vạn cổ hội chúng ta có mấy trăm cổ sư, mạnh gấp mấy lần so với lão phu. Triệu tiểu thư, ngươi xác định muốn coi chúng ta là địch. Lại còn dám uy hiếp ta. Triệu Thanh Thanh nở nụ cười, quay đầu nói với Hạ Thiên. Sư phụ, lão nhân này uy hiếp ta, người nói phải làm sao bây giờ? Hạ Thiên lười biếng nói, làm rau trộn, tiêu diệt vạn cổ hội gì đó không phải là xong rồi. Ý kiến hay, Triệu Thanh Thanh cầm điện thoại di động lên, bấm một dãy số, phái hai đội ra ngoài điều tra vạn cổ hội gì đó, bắt hết người của bọn hắn cho ta, dám phản kháng thì giết chết không cần luận tội. Ngươi, lão đầu mặc đồ nhà Đường tức giận tới mức hộc máu. Triệu Thanh Thanh lạnh lùng lườm lão đầu mặc đồ nhà Đường, còn thấy mình có tư cách bàn điều kiện với ta sao? Lão phu nhận thua, lão đầu mặc đồ nhà Đường cắn răng căm tức nhìn Triệu Thanh Thanh, cuối cùng chỉ có thể suy sụp tinh thần mà ngã ngồi xuống ghế, chủ mưu lần này là cố vấn của vạn cổ hội chúng ta, hắn tên là Lục Thắng Lương, trước kia là người của Âm Y Môn. Hắn làm nhiều chuyện như vậy là muốn làm gì? Triệu Thanh Thanh thấy lão nhân này không giống như là đang nói láo. Thế là tiếp tục truy hỏi. Lão đầu mặc đồ nhà Đường đáp, mục đích của hắn là vì cầu tài. Kể từ khi tiến vào vạn cổ hội, hắn thường thường sẽ xúi dục thành viên trong hội chúng ta dùng cổ trùng hại người, sau đó tống tiền. Chỉ là vì tống tiền thôi sao? Triệu Thanh Thanh có chút không tin, một khi dính líu tới Âm Y Môn, nàng không thể không nghi ngờ người kia có động cơ nhắm vào Hạ Thiên. Đúng là chỉ là vì cầu tài.
Lão đầu mặc đồ nhà Đường Trần chờ một chút, nói tiếp, chỉ khi nào đối phương sống chết cũng không chịu trả tiền thì chúng ta mới có thể sử dụng thủ đoạn cực đoan này. Triệu Thanh Thanh truy hỏi, bởi vì Hứa Minh Huy không muốn đưa tiền cho nên ngươi giết hắn. Đúng vậy, là ta giết. Lão đầu mặc đồ nhà Đường sảng khoái thừa nhận, tiểu tử kia vốn dĩ làm buôn bán lừa gạt, chắc chắn kiếm lời không ít, kết quả lại vắt cổ chảy ra nước. Vốn dĩ ta chỉ muốn dùng cổ trùng cho hắn ăn chút đau khổ, kết quả. Nghe thì có vẻ rất hợp lý. Triệu Thanh Thanh vẫn còn giữ thái độ cảnh giác với lão nhân này, không quá tin lời của hắn, lập tức nhìn về phía Lạc Ngọc Minh, Lạc đại thiếu gia, chuyện gì xảy ra với ngươi? Không có gì đáng nói. Lạc Ngọc Minh trở nên thành thật hơn nhiều, chỉ là giọng điệu vẫn có chút công kích, bản thiếu gia đánh bạc thua, cha ta rời bảo bối đi chỗ khác, lại dính bẫy của lão nhân này, chúng cổ độc của Lục tiên sinh gì đó, không thể làm gì khác hơn là phải làm việc cho bọn hắn. Triệu Thanh Thanh vô thức hỏi một câu, thật sao? Tin hay không tùy ngươi. Lạc Ngọc Minh hừ nhẹ một tiếng, nhưng mà ta không ngại nói cho ngươi, nữ nhân tên Hứa Kiều Na này cũng không đơn giản. Ngươi coi chừng bị nàng cắn ngược lại một cái, đến lúc đó nói không chừng kết quả của ngươi còn thảm hơn ta. Bang! Một tiếng súng vang lên, ngực Lạc Ngọc Minh chảy máu, cả người ngã ngửa về phía sau, té lăn trên mặt đất. Chương 2257. Không miễn cưỡng. Hửm, súng ngắm. Triệu Thanh Thanh nghe được âm thanh, lập tức đưa ra phán đoán, chẳng qua không có lựa chọn tránh né mà đuổi tới phía phát ra âm thanh đó. Sau đó âm thanh từ nơi xa truyền về, sư phụ, đừng để cho hắn chết đấy, ta còn muốn tra hỏi hắn. Hạ Thiên còn muốn gọi nàng lại, nhưng nhìn thấy nàng đã đi ra ngoài, đành thôi. Lúc này Lạc Ngọc Minh đã không thể nói nên lời, sinh cơ dần dần trôi đi trong mắt hắn, chẳng qua vẫn nhìn ra được dục vọng sống sót của hắn rất mạnh, không hề muốn chết chút nào. Thôi, nếu Thanh Thanh nhà đầu không muốn cho hắn chết, vậy thì không cho hắn chết vậy. Hạ Thiên cho đối phương một châm, trước giữ lại mạng của hắn, còn về phần miệng vết thương thì Hạ Thiên lười xử lý. Thế là Lạc Ngọc Minh ở trong trạng thái không thể chết, nhưng mà sự đau đớn do trúng đạn lại không hề được giảm bớt chút nào. Hắn chỉ là một công tử nhà giàu ham hưởng lạc, không có chí cầu tiến gì, có bao giờ phải chịu đựng nỗi khổ như vậy, lập tức khẩn cầu Hạ Thiên cứu, cứu ta không muốn chết. Yên tâm, tên ngu ngốc nhà ngươi không chết được. Hạ Thiên bĩu môi. Chẳng qua nếu ngươi cứ tiếp tục ồn ào thì coi chừng lại bị nhắm trúng. Lạc Ngọc Minh vốn dĩ đã đau đến mức chảy mồ hôi ròng ròng, hòa với máu chảy ra từ miệng vết thương, vừa đau lại vừa ngứa, cực kỳ khó chịu, nghe được Hạ Thiên dọa như thế thì vội vàng cắn chặt môi dưới, kìm nén không phát ra bất cứ âm thanh nào. Hạ tiên sinh, ta cũng không muốn chết. Lúc này viện trưởng Triệu bỗng nhiên lên tiếng, ta biết rất nhiều bí mật về vạn cổ hội và vị Lục Thắng Lương kia. Bọn hắn chắc chắn sẽ không để ta sống sót, ngươi có thể cứu ta không? Không, Hạ Thiên lười biếng nói, ngươi chết hay không thì liên quan gì đến ta? Tại sao ta lại phải cứu tên ngớ ngẩn nhà ngươi hả? Viện trưởng Triệu nghiêm túc giải thích, ta thật sự không có chút ác ý nào với Hạ tiên sinh và vị Triệu tiểu thư kia, trước đó mạo phạm cũng là không còn gì để mất nữa mà thôi. Nếu như ngươi có thể bảo đảm tính mạng cho ta, tất nhiên ta sẽ báo đáp ngươi thật hậu hĩnh. Ta không có hứng thú với cái báo đáp hậu hĩnh đó của ngươi. Hạ Thiên bĩu môi khinh thường, vừa rồi đồ đệ ngoan của ta đã nói, ngươi nhất định phải chết, đừng nên ôm mơ mộng hão huyền nữa. Viện trưởng Triệu không hề từ bỏ, tiếp tục khuyên, Hạ tiên sinh, đừng nói dứt khoát như vậy chứ. Thật ra ta còn có một ít tin tức tuyệt mật, khẳng định ngươi sẽ cảm thấy hứng thú, cũng đủ để đổi lấy mạng của ta. Ngươi có tin tức gì? Chỉ cần ta xuống một châm thì chính ngươi sẽ phải chủ động nói ra. Hạ Thiên càng thêm khinh thường, cho nên đừng lãng phí thời gian, ngươi nói cái gì đi nữa cũng vô dụng thôi. Viện trưởng Triệu quả thực tức giận muốn chết, người này quả nhiên giống như trong truyền thuyết, cực kỳ khó chơi, mềm không được cứng cũng không xong, không dễ tiếp xúc, nên dùng biện pháp gì để hắn đáp ứng đây. Ngươi cũng đừng nghĩ đến việc tự sát để uy hiếp ta, vô dụng thôi. Hạ Thiên nhìn viện trưởng Triệu. Tiện tay chỉ vào Lạc Ngọc Minh đang sống không bằng chết, thấy chưa? Cái tên ngớ ngẩn này vừa mới bị trúng đạn mà vẫn còn sống tốt, cứ coi như là chết thật thì ta cũng có thể cứu lại, nhưng sau đó ta sẽ làm ngươi chết một lần nữa. Khó trách những người kia gọi ngươi là đại ma đầu, ngươi thật là gàn bướng hồ đồ, không biết châm trước là gì. Viện trưởng Triệu thở dài, tràn ngập oán giận trừng mắt Hạ Thiên.
Hạ Thiên cảm thấy những tên ngốc này nói chuyện thực sự rất buồn cười, lười biếng nói, đầu óc không tốt thì nói chuyện ít đi, tại sao ta phải châm trước với đám ngu ngốc chứ? Viện trưởng Triệu nháy mắt không còn lời nào để nói. Một bên khác, Triệu Thanh Thanh vừa đi ra bệnh viện, còn chưa kịp tìm kiếm vị trí sát thủ thì đã thấy Hứa Kiều Na thở hồng hộc chạy từ tòa nhà đối diện tới. Thanh Thanh, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Hình như ta nghe được tiếng súng vang lên, ngươi không sao chứ? Ta đương nhiên không có việc gì. Tâm trạng của Triệu Thanh Thanh có chút khó chịu, có điều cái tên Lạc Ngọc Minh kia đã bị trúng đạn. Hắn bị trúng đạn, Hứa Kiều Na kinh ngạc kêu lên một tiếng, vậy hắn chết rồi sao? Triệu Thanh Thanh lắc đầu, hẳn là không chết, có sư phụ ta ở đó, cho dù tên Lạc Ngọc Minh kia có chết thật thì cũng có thể cứu về. Vậy là tốt rồi, Hứa Kiều Na thở phào một hơi, vuốt ngực, nếu như hắn chết rồi, vậy thì ta thật sự không biết tìm ai để hỏi thăm tung tích của mẹ ta nữa. Triệu Thanh Thanh ngước mắt nhìn Hứa Kiều Na, một hồi lâu mới lên tiếng, Kiều Kiều, ngươi thành thật nói với ta, rốt cuộc là ngươi đã làm gì? Nếu những người kia chỉ muốn tống tiền thì không thể nào gây ra nhiều chuyện như vậy được. Ta cũng không biết, Hứa Kiều Na đón nhận ánh mắt của Triệu Thanh Thanh, thần sắc thẳng thắn, Thanh Thanh, ngươi phải tin tưởng ta, nếu như ta làm ra chuyện thương thiên hại lý gì, ta không có khả năng còn mặt mũi đi tìm ngươi. Được rồi, ta tin tưởng ngươi. Triệu Thanh Thanh gật đầu, không muốn tiếp tục truy vấn, đương nhiên cũng không tiếp tục đi tìm cái gọi là sát thủ kia. Triệu Thanh Thanh không phải là đồ ngốc, cũng không phải người ngây thơ, chỉ là nàng không thích gây xích mích, cũng không thích dùng suy nghĩ ác ý phán xét người khác, nhất là với bạn bè. Nàng ghét cái ác như kẻ thù, cũng xây dựng mình theo hướng nữ hiệp, một là bởi vì nàng thực sự thích làm loại chuyện này, hai là nàng muốn để người khác biết mình là người đáng tin cậy. Thật ra ngay từ thời điểm Hứa Kiều Na đến tìm nàng, Triệu Thanh Thanh đã cảm giác là lạ ở chỗ nào đó, chỉ là nàng không có nói ra, cũng không suy đoán theo chiều hướng xấu đi. Nàng hy vọng đối phương có thể chủ động nói ra, có như thế tình bạn giữa các nàng sẽ không bởi vì vậy mà biến chất. Đương nhiên, nếu như đối phương không muốn nói, nàng cũng sẽ không miễn cưỡng. Vậy tên anh trai Hứa Minh Huy của ngươi đâu rồi? Triệu Thanh Thanh hỏi sang cái khác. Hứa Kiều Na hơi cảm khái nói, đúng là đã chết rồi, tuy rằng hắn là bị trừng phạt đúng tội, nhưng trong lòng ta vẫn có chút cảm giác không thoải mái. Triệu Thanh Thanh nhíu mày, lo lắng nói, không biết đứa bé gái mà hắn bắt cóc như thế nào rồi. Cái này ta cũng không rõ lắm. Hứa Kiều Na lắc đầu, ta cũng rất tò mò tại sao hắn lại đi theo đám người Lạc Ngọc Minh, còn bị diệt khẩu. Không nhất định là phải đi theo, nói không chừng bọn hắn vốn dĩ là đồng bọn. Triệu Thanh Thanh phỏng đoán, sau đó gọi điện thoại thông báo cho cảnh sát đi cứu đứa bé gái bị Hứa Minh Huy bắt cóc. Hai người cùng nhau đi về văn phòng, người của Thiên Đạo Tổ cũng nhao nhao chạy tới. Không bao lâu, Triệu Thanh Thanh mang theo Hứa Kiều Na, Lạc Ngọc Minh và Viện trưởng Triệu đến căn cứ Thiên Đạo Tổ. Về phần Hạ Thiên, hắn không đi theo, nói là muốn trở về ngủ. Hắn hoàn toàn không có hứng thú với chuyện thẩm vấn. Tiện tay đâm cho Lạc Ngọc Minh và Viện trưởng Triệu mấy châm, đảm bảo lời khai của bọn hắn đều là sự thật. Chương 2258. Tham tài háo sắc đế kinh, công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa vạn cổ hối. Trong văn phòng ở tầng 9, có ba người đang mở một cuộc họp khẩn cấp. Ta vừa nhận được tin tức, lão Triệu thất bại, mấy cái trụ sở bí mật đều bị Thiên Đạo Tổ càn quét, tổn thất nghiêm trọng. Người nói chuyện là một lão nhân chừng 60 tuổi. Hắn không có lông mày, nhưng đường chân mày lại nhíu chặt, môi cũng mím đến trắng bệch, thần sắc có chút hoảng loạn. Một nam thanh niên nhìn không ra tuổi tác có chút không vui nói, ta đã sớm nói rồi, đừng trêu chọc Hạ Thiên, cũng đừng trêu chọc Thiên Đạo Tổ, thế mà các ngươi lại không chịu nghe, lần này phạm sai lầm rồi đấy. Ngồi tại chủ vị là một nữ nhân trẻ khoảng 20 tuổi, mặc trang phục công sở, nàng nhướng mày liễu, cực kỳ không vui nói, Lục Thúc Thúc. Người nói như vậy có chút vô lương tâm rồi. Kế hoạch đối phó với Hứa Kiều Na là do người bày ra và thực hiện, người muốn đùn đẩy trách nhiệm này cho người khác cũng không được đâu. Ta có trách nhiệm gì chứ, ta chỉ là một người cố vấn, cũng không phải người trong hội. Nam thanh niên họ Lục hừ lạnh một tiếng, tiền đề kế hoạch mà ta chủ trì chính là không được đắc tội Hạ Thiên, các ngươi có nghe vào tai không? Chỉ vì một chút gia nghiệp của nhà họ Hứa mà các ngươi hao tâm tốn sức. Hoàn toàn không để ý đến lời cảnh cáo của ta, hiện tại rõ ràng là chính các ngươi gieo gió gặt bão. Lục Thắng Lương, ngươi bớt nói vài ba câu đi.
Lão già không lông mày trừng mắt với nam thanh niên họ Lục, sau đó lại nói với nữ nhân trẻ tuổi, hội trưởng, bây giờ cũng không phải là thời điểm để chúng ta trốn tránh trách nhiệm, mà là nên nghĩ biện pháp bù đắp sai lầm. Cô gái trẻ tuổi khẽ mở môi đỏ, ôn nhu hỏi, Vạn Gia Gia, người có ý kiến gì hay sao? Tạm thời chúng ta không bàn tới việc Hạ Thiên có lợi hại như trong truyền thuyết hay không. Lão nhân họ Vạn sờ cằm, suy nghĩ nói, nhưng mà nếu lão Triệu đã bị tóm, vậy chúng ta phải quyết định thật nhanh, cuối cùng là khai chiến với Hạ Thiên, cứu lão Triệu trở về hay là cứ mặc kệ lão Triệu, đi lấy lòng Hạ Thiên. Lúc này Lục Thắng Lương không mặn không nhạt nói một câu, cường đại như Âm Y Môn còn không phải là đối thủ của Hạ Thiên, tốt nhất là Vạn Cổ Hội các ngươi nên suy nghĩ kỹ hậu quả. Thôi, lão Triệu tham tài vô độ, mấy năm nay hắn đã cất giấu không biết bao nhiêu tài sản của hội rồi, không cần thiết tổn thất lực lượng để cứu hắn. Cô gái trẻ tuổi nháy mắt đưa ra quyết định, mặc kệ Hạ Thiên có phải là vô địch thật hay không, những người đến từ bên ngoài như chúng ta không nên là kẻ địch với hắn, nếu như có thể hóa thù thành bạn, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Được rồi, vậy lập tức dừng lại hết những tranh cãi, nghĩ biện pháp tạo mối quan hệ thân thiết với Hạ Thiên, nếu như có thể khiến hắn giúp chúng ta thì không còn gì tốt hơn. Vạn lão đầu cũng đồng ý với quyết định này, dù sao Vạn Cổ Hội của bọn họ chỉ mới vừa rời đến phía Bắc mấy năm trước, căn cơ còn chưa ổn định, thật sự không nên gây thù chuốc oán. Chỉ là chúng ta nên kết giao với Hạ Thiên như thế nào? Cô gái trẻ tuổi hơi cau mày, chúng ta hiểu biết quá ít về Hạ Thiên, ngay cả việc hắn thích gì, chán ghét cái gì cũng không biết. Lúc này Lục Thắng Lương vừa cười vừa nói, 12 năm trước, Âm Y Môn chúng ta tiếp xúc với Hạ Thiên rất nhiều lần. Mặc dù ta chưa từng đối mặt trực tiếp với hắn, nhưng cũng biết hắn có hai thứ thích nhất. Đó là cái gì? Cô gái trẻ tuổi hỏi. Lục Thắng Lương giơ hai ngón tay lên, một là tiền tài, hai là mỹ nữ. Tham tài háo sắc, trong lòng cô gái trẻ tuổi không khỏi sinh ra sự coi thường, cười nhạo nói, xem ra hắn cũng rất bình thường, không có gì ghê gớm cả. Ngươi nói sai rồi, hắn tham tài nhưng cũng không phải loại tiền tài bình thường. Hắn thích mỹ nữ cũng không phải loại nữ nhân son phấn tầm thường. Lục Thắng Lương biết nữ nhân này sẽ hiểu lầm, lập tức giải thích, năm đó nhà giàu nhất đế kinh tiền đa đa mắc bệnh nan y, sau đó được Hạ Thiên chữa khỏi, lúc đó Hạ Thiên muốn một nửa gia sản của hắn. Còn có 20-30 cô vợ của Hạ Thiên, người nào người nấy đều có dung nhan như tiên, trong đó bao gồm cả Y Tiêu Âm, môn chủ hiện tại của Âm Y Môn. Cô gái trẻ tuổi hiển nhiên là biết Y Tiêu Âm. Nghe nói Hạ Thiên có 20-30 cô vợ, hơn nữa người nào cũng không thua kém Y Tiêu Âm, lập tức hít sâu một hơi, cái người này đúng là muốn bị trời đánh, một mình độc chiếm nhiều hồng nhan tuyệt sắc như vậy. Vạn lão nhân có chút nhức đầu nói, việc này có chút khó làm. Có cái gì khó làm chứ? Cô gái trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, nói với Lục Thắng Lương, Lục Thúc Thúc, người lập tức đi tìm Hạ Thiên, mang theo chút tiền, nếu như hắn nguyện ý hóa thù thành bạn. Vậy ta sẽ đưa hắn vài trăm triệu đô la làm tiền tiêu vặt, thậm chí ta cũng có thể làm tình nhân của hắn, tin rằng hắn sẽ không từ chối. Còn nếu như hắn không thức thời, vậy chúng ta cũng không cần phải mặt nóng dán mông lạnh, ta không tin một tên Hạ Thiên là thật sự có thể một tay che trời. Được rồi, chuyện này cứ giao cho ta. Lục Thắng Lương gật đầu đáp ứng, trong lòng cũng thầm khen ngợi không thôi, vị nữ hội trưởng này chẳng những trẻ tuổi mỹ mạo mà còn có khí phách như thế. Quả nhiên không đơn giản. Chương 2259. Lục Thắng Lương. Tại biệt thự của nhà họ Triệu, Hạ Thiên vừa trở về phòng nằm ngủ thì lại bị đánh thức. Tên ngu ngốc nào dám làm ầm ĩ trong khi ta đang ngủ, chán sống rồi phải không? Hạ Thiên mang khuôn mặt khó chịu đi ra khỏi phòng, phát hiện một nam nhân xa lạ đang nói chuyện với Tử Nhi, nhìn dáng vẻ có lẽ là người quen. Người kia nhìn thấy Hạ Thiên đi vào, lập tức đứng lên. Vừa cười vừa nói, Hạ tiên sinh, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi, ta đã chờ ngươi ở đây một hồi. Nhóc con, tên ngu ngốc này là người quen của ngươi à? Hạ Thiên nhìn Tử Nhi, thuận miệng hỏi. Tử Nhi lắc đầu, ta không biết, hắn tự xưng là bạn bè của ngươi, vừa rồi người này đột nhiên xuất hiện ở trong phòng khách. Nhưng mà hắn rất có tài, ăn nói lại rất dễ nghe, không đời nào ta có thứ bạn bè ngu ngốc như vậy. Hạ Thiên bĩu môi. Nói với người xa lạ kia, mau cút đi, nhân lúc tâm trạng bây giờ của ta còn chưa tồi tệ, bằng không thì ta đánh ngươi. Trên mặt người kia vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, sắc mặt không biến đổi,
nói, ta tự nói mình là bạn bè của Hạ tiên sinh đúng là có chút mạo muội, nhưng mà ta thật lòng thật dạ muốn kết bạn với ngươi. Hạ Thiên nở nụ cười nói, hôm nay là ngày tốt sao, luôn có những tên ngu ngốc muốn kết bạn với ta. Ta không phải tên ngu ngốc, ta tên là Lục Thắng Lương, chắc là Hạ tiên sinh đã nghe qua tên này rồi. Nam nhân trẻ tuổi nhìn thấy Hạ Thiên nằm trên ghế sofa bên cạnh, thế là đi tới ngồi xuống đối diện, đúng là ta muốn kết bạn với ngươi, hơn nữa ta còn mang theo lòng thành tương đối lớn. Không có hứng thú, ngươi có thể lăn đi rồi. Hạ Thiên vẫy tay. Lục Thắng Lương tiện tay mở chiếc giường đen ở bên cạnh ghế sofa, lạch cạch một tiếng, bên trong chiếc giường là một đống tiền mới tinh, đây là 100 vạn, là lễ gặp mặt nho nhỏ, một chút lòng thành, mong ngươi vui lòng nhận cho. Qua, nhiều tiền như vậy. Hai mắt Tử Nhi sáng lên, cảm thán nói, không biết chỗ này có thể mua được bao nhiêu ly kem nữa. Người mới vừa nói mang theo lòng thành tương đối lớn, bây giờ lại nói là lễ gặp mặt nho nhỏ, vậy cuối cùng là lớn hay là nhỏ? Hạ Thiên chỉ tùy ý liếc một cái sau đó lập tức không còn hứng thú, hắn lười biếng ngáp một cái, nếu như ngươi lấy thêm một hay 200 dương như vậy, nói không chừng sẽ gợi lên một chút hứng thú của ta. Hạ tiên sinh, nếu như ngươi thích, bao nhiêu dương cũng không phải là vấn đề. Hai mắt Lục Thắng Lương híp lại, cười ha ha nói, vạn cổ hội chúng ta làm việc chỉ biết cầu tài, chúng ta không có ý định mạo phạm đến ngươi. Chỉ cần ngươi không truy cứu việc mạo phạm trước kia, ta sẽ lập tức sai người đưa tới 99 dương còn lại. Lúc này Tử Nhi lại nói một câu, nếu như ngươi có lòng thành, không phải là nên đưa thêm 199 dương sao? Ha ha, đó không phải là vấn đề. Khóe môi Lục Lương Thắng hơi co giật, ra vẻ bình tĩnh nói, điều kiện quyết định là Hạ tiên sinh có thể một điều nhịn chín điều lành, thuận tiện giúp ta giết một người, một kẻ nhỏ bé không đáng kể gì với ngươi. Giết tên ngu ngốc nhà ngươi sao? Hạ Thiên lại ngáp thêm một cái, ngươi cảm thấy ta rất thiếu tiền. Nếu như là 12 năm trước, lúc Hạ Thiên mới xuống núi thì có lẽ hắn sẽ cảm thấy hứng thú, dù sao khi đó đúng là hắn rất thiếu tiền. Nhưng mà bây giờ hắn có tập đoàn thần y, ám ảnh đoàn và thiên đạo tổ, tất cả đều là những quái vật hút tiền, cộng thêm y thuật thần kỳ của hắn, muốn kiếm tiền thật sự quá dễ dàng, có thể nói những người có tiền hơn hắn đã không còn bao nhiêu người. Chắc chắn là ngươi không thiếu tiền, nhưng không có ai lại ngại tiền của mình nhiều thêm, đúng không? Lục Lương Thắng vẫn tỏ ra vô cùng tin tưởng, huống chi ngươi chỉ cần làm một chuyện nho nhỏ là đã có thể dễ dàng thu về 2 ức. Hơn nữa còn là đô la, chẳng lẽ cái này không đáng giá sao? Có đáng hay không là do ta quyết định. Hạ Thiên không thèm để ý, nếu như ta cảm thấy có giá trị, coi như là không lấy tiền thì ta cũng sẽ đi làm. Nếu như ta cảm thấy không đáng, dù ngươi có đưa nhiều tiền hơn đi nữa cũng chỉ là phí công. Lục Lương Thắng vừa cười vừa nói, Hạ tiên sinh, ta tin ngươi sẽ cảm thấy lần gặp gỡ hợp tác này có giá trị. Nói xong, hắn đưa một bức ảnh nữ nhân cho Hạ Thiên, đây là tiểu thư Trương Mộ Hạ, nàng là hội trưởng của vạn cổ hội chúng ta, nếu như có thể hóa thù thành bạn với Hạ tiên sinh, Trương hội trưởng của chúng ta đồng ý mang theo vạn cổ hội gả cho Hạ tiên sinh. Bang! Tên ngu ngốc nhà ngươi đi tìm chết đi! Hạ Thiên đạp bay đối phương ra ngoài, ngươi làm phiền giấc ngủ của ta thì thôi đi, lại còn mang ảnh chụp nữ nhân xấu đến chiếm tiện nghi của ta, ngươi cho rằng ta không biết giận phải không? Không phải chứ đại bại hoại, người ta mang nhiều tiền đến đây như vậy, lại còn thêm một mỹ nhân, thế mà ngươi lại không động lòng. Tử Nhi khó hiểu nhìn Hạ Thiên, nếu như đổi lại là ta chắc chắn sẽ đồng ý. Nhóc con, ngươi muốn đồng ý thì cứ việc, tiền vẫn còn ở trên bàn đó. Hạ Thiên thuận tiện nói một câu. Tử Nhi nhíu mày nói, thôi được rồi, nếu ta ăn quá nhiều kem thì sẽ bị đau bụng. Lúc này Hạ Thiên đã không còn muốn ngủ nghe gì nữa, hắn đang suy nghĩ có nên ra ngoài chơi hay không. Chắc chắn đi qua bên Triệu Thanh Thanh sẽ càng thêm nhàm chán, hắn lại không nghĩ ra ở Đế Kinh còn địa phương nào để chơi, đúng lúc này thì điện thoại vang lên. Chỉ nghe xong 2 câu, bóng người Hạ Thiên lóe lên, biến mất không thấy. Chỉ còn lại Tử Nhi ở phòng khách, khuôn mặt nhỏ ngơ ngác lẩm bẩm, mấy người các ngươi không thể đi một cách đàng hoàng sao. Chương 2260, Thánh Vân truy sát lệnh Tiên Vân Đại Lục, Bắc Vân Quận. Mấy ngày nay Vân Châu vẫn mưa như thác đổ, quan đạo đã bị chìm hơn phân nửa, rất nhiều nơi đã trở thành vùng ngập lụt. Hành trình của đám người Hạ Lãnh đương nhiên cũng bị chậm lại, chỉ có thể đi đường vòng qua Bắc Vân Quận,
trọ lại trong một khách điếm thượng hạng tên là Ngự Tiên Cư. Tuy nói là ở khách điếm, thật ra bọn họ đã thuê nguyên một tòa nhà nhỏ. Lúc này Hạ Lãnh đang đứng trước cửa sổ đưa mắt nhìn về phía xa, bầu trời tràn đầy mây đen, căn bản không nhìn ra bất kỳ phong cảnh nào, nhưng mà hắn lại nhìn đến thất thần. Thiếu gia, người đang xem cái gì vậy? Tiêu Tú Nhi đang là quần áo cho mọi người, Phong Vân Linh ngơ ngác đứng nhìn ở bên cạnh. Quần áo bị dính mưa mà không chịu ủi phẳng sẽ rất dễ bị nhăn nheo, mặc dù Hạ Lãnh không thèm để ý, nhưng mà Tiêu Tú Nhi xuất thân ở trong cung lại cảm thấy đây là một tai nạn, nàng chắc chắn sẽ không để xảy ra chuyện này. Không bao lâu thì Cơ Cửu gõ cửa, hắn cởi áo khoác tơi và đôi giày thấm nước để bên ngoài, chậm rãi bước vào. Phong Vân Linh thấy vậy, lập tức đổ nửa chén trà nóng cho Cơ Cửu. Công tử, quan đạo bốn thành Đông Tây Nam Bắc, trừ quan đạo của thành Bắc có thể đi ra bên ngoài, những nơi khác đều bị nhấn chìm. Cơ Cửu gật đầu cảm ơn Phong Vân Linh, tiếp nhận bát trà, cũng không để ý tay mình bị phỏng, uống cạn sạch một hơi như là uống rượu, nhưng mà mấy ngày nay thành Bắc hạn chế đi lại, chỉ có vào mà không ra. Vậy thì nguyên nhân không phải do mưa, Hạ Lãnh xoay người, nhàn nhạt nói. Cơ Cửu nhíu chặt hai hàng lông mày, công tử, ý của ngươi là. Trận mưa này đến quá đúng lúc, trong lòng Hạ Lãnh đã sớm có nghi ngờ, nhưng lại không tìm ra được bằng chứng, nhất định là có vấn đề. Tiêu Tú Nhi bĩu môi, không cho điều Hạ Lãnh nói là đúng, công tử à, người đang nói đùa phải không? Mưa to gió lớn, sấm sét gì đó đều là hiện tượng thiên văn, làm sao có vấn đề gì được? Chẳng lẽ nơi này có yêu quái đang gây sự? Vừa nghe lời này, Hạ Lãnh ngạc nhiên liếc nhìn nàng một cái. Phong Vân Linh cũng trợn tròn mắt. Cơ Cửu cũng nhìn chằm chằm nàng. Tại sao các ngươi lại nhìn ta như vậy? Tiêu Tú Nhi không hiểu gì cả, lúng ta lúng sợ sệt nói, vừa rồi ta nói sai cái gì sao? Hạ Lãnh thò tay gõ đầu nàng một cái, ngươi không nói sai cái gì cả, mà ngược lại, có thể là ngươi đã nói đúng rồi. Nói đúng, trong đầu Tiêu Tú Nhi tràn đầy dấu chấm hỏi, nàng nhìn sang Phong Vân Linh nhỏ giọng hỏi, ta nói đúng cái gì? Phong Vân Linh liếc nhìn Hạ Lãnh, sau đó ghé sát vào lỗ tai tinh xảo của Tiêu Tú Nhi, khẽ giải thích hai câu. Cái gì, nơi này có yêu quái? Tiêu Tú Nhi sợ đến mức muốn nhảy lên trần nhà, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, nàng nhìn Hạ Lãnh, công tử, ngươi không nói đùa ta chứ? Ngươi gào cái gì, chẳng qua là có khả năng mà thôi, cũng không phải là chính xác 100%. Hạ Lãnh trợn mắt nhìn Tiêu Tú Nhi, chứng chặt một chút đi, đừng cứ suốt ngày hoảng sợ như vậy. Có yêu quái đó, công tử, ta thấy chúng ta vẫn là nên chạy trốn đi. Tiêu Tú Nhi nhìn bốn phía, sợ yêu ma quỷ quái ở đâu xông ra, bọn hắn là một đám ăn thịt người. Cơ Cửu vừa cười vừa nói, Tú Nhi, yêu quái có gì mà sợ, đâu phải là ngươi chưa từng thấy qua. Ta nhìn thấy yêu quái khi nào? Tiêu Tú Nhi trừng mắt nhìn Cơ Cửu, Cửu ca, ngươi nói xem. Phong Vân Linh nhỏ giọng nói, chính là đám huyết hầu tử ở Vân Đài Phong. À, chúng không phải là yêu tinh sao? Tiêu Tú Nhi sửng sốt một chút, sau đó phục hồi tinh thần, sao có thể so sánh với đám yêu ma quỷ quái trong truyền thuyết được? Hạ Lãnh thuận miệng nói, vậy thì yêu ma quỷ quái trong tưởng tượng của ngươi là gì? Khi còn bé ta thường xuyên nghe tổ mẫu của ta kể, yêu quái quỷ quái đều cao hơn 100 thước, to rộng 100 thước, mặt mũi hung tợn, phủ đầy lông đen, Tiêu Tú Nhi nói xong, cả người run rẩy vì sợ hãi, dáng vẻ vừa xấu xí vừa đáng sợ, còn thích bắt nữ nhân về làm áp trại phu nhân, móc tim của trẻ con làm thức ăn. Khoan đã, áp trại phu nhân, Cơ Cửu vừa cười vừa nói, cái mà ngươi nói hẳn là sơn tặc. Ai nha, Cửu ca ngươi không hiểu, yêu quái cũng có núi riêng mà. Tiêu Tú Nhi xấu hổ nói, ví dụ như là Hắc Sơn lão yêu, Vạn Khốc Lĩnh lão ma, quỷ ăn thịt người. Được rồi, những thứ đồ vật vô nghĩa này không có gì phải sợ. Hạ Lãnh lắc đầu, cái gì mà yêu ma quỷ quái, từ nhỏ hắn đã không tin những thứ này, bây giờ đến dị giới, hắn mới biết những thứ này thật sự tồn tại, có điều hắn vẫn không hề sợ hãi. Cơ Cửu bỗng nhiên lên tiếng, công tử, ta còn một tin tức khác có thể liên quan đến chúng ta, cần phải chú ý một chút. Chuyện gì? Hạ Lãnh hỏi. Chính là vào 3 ngày trước, chúng ta gặp được chuyện lựa chọn khôi thủ của Cửu phái Vân Châu. Cơ Cửu dừng một chút, sau đó chậm rãi nói, Cửu phái Vân Châu đã hợp thành một phái, gọi là Thánh Vân Môn, môn chủ chính là vị Bạch Ngọc công tử kia.
Mà chuyện thứ nhất vị Bạch môn chủ này làm khi thượng vị là ban bố, Thánh Vân truy sát lệnh, nói công tử là người trong tà đạo, tất cả người trong giang hồ ở Vân Châu cần phải tiêu diệt. À, không ngờ một tên bại tướng thua dưới tay công tử còn có mặt mũi để làm môn chủ. Tiêu Tú Nhi hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói, những người kia thật là chán ghét, nguyên một đám không nói lý lẽ, lại còn nóng tính như vậy. Sau khi trở lại Lam Kinh, ta nhất định sẽ báo cáo bệ hạ để ngài ấy phái người tiêu diệt bọn hắn. Người không chịu nói lý lẽ chính là ngươi đó. Hạ Lãnh liếc Tiêu Tú Nhi một cái, nếu như không phải do ngươi lắm miệng, chúng ta cũng không cần phải trêu chọc đến bọn hắn. Chuyện này không liên quan tới ta. Tiêu Tú Nhi rất là độc miệng với người ngoài, cũng may tâm địa không xấu, không thật sự tổn thương người nào. Trước tiên không cần để ý đến mấy người này. Hạ Lãnh suy tư trong chốc lát, nói với Cơ Cửu, người đi tìm hiểu xem thời gian gần đây Bắc Vân quận có xảy ra những chuyện gì kỳ lạ, buổi tối trở về nói cho ta biết. Cơ Cửu gật đầu, nhanh chóng đi ra khỏi sân, biến mất trong tầm mắt của Hạ Lãnh. Đúng lúc này lại có người đến gõ cửa. Chương 2261, còn có một việc vị nào? Hạ Lãnh lên tiếng hỏi. Ngoài cửa vang lên một cái giọng nói trong trẻo, cười nói, tại hạ là Ngự Tiên Cư lão bản Khổng Thanh Tùng, có một số việc muốn thương lượng với Lãnh công tử, không biết có được không? Vào đi, trong lòng Hạ Lãnh dâng lên một tia quái dị, nhưng mà cũng không nghĩ nhiều. Chỉ thấy một thanh niên mặc trường sam văn sĩ, đầu đội khăn nho chậm rãi đi đến, thi lễ với bọn người Hạ Lãnh, mạo muội tới chơi, xin Lãnh công tử thứ lỗi. Không có việc gì, Khổng lão bản vào đi. Hạ Lãnh cũng thi lễ lại, tiếp đó khoát tay ra hiệu hắn đi vào. Khổng Thanh Tùng mỉm cười đi vào phòng khách, chậm rãi lấy một chén trà từ khay trà mà Phong Thiên Linh đưa tới, khẽ nhấp một ngụm rồi đặt bên cạnh. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Hạ Lãnh nhìn Khổng lão bản, trong lòng suy đoán ý đồ của hắn. Vốn dĩ cũng không có chuyện, chỉ là mấy ngày gần đây nơi nơi nổi lên lời bàn tán, vì suy nghĩ cho khách hàng trong khách điếm, Khổng mỗ cảm thấy cần thiết thông báo trước một chút cho các vị khách quý. Khổng Thanh Tùng ăn mặc như một nho sĩ, khi nói chuyện cũng là từ tốn chậm rãi, tiếng nói hay giọng điệu đều khiến người nghe thoải mái dị thường. Hạ Lãnh gật đầu, nói thẳng, nếu vậy mời Khổng lão bản nói. Thật ra cơn mưa ở Bắc Vân quận này đã xuất hiện gần nửa năm, Lãnh công tử có biết chuyện này? Khổng Thanh Tùng như là tán gẫu với bạn cũ, nhẹ giọng hỏi. Không đợi Hạ Lãnh nói chuyện, Tiêu Tú Nhi nhỏ giọng lầm bầm, nếu là biết thì chúng ta đã không tới Bắc Vân quận rồi. Ha ha, cái này cũng đúng. Khổng Thanh Tùng không có để ý Tiêu Tú Nhi đi quá giới hạn, ngược lại là cởi mở cười to, thật ra từ xưa trong quận chúng ta có một truyền thuyết, vũ nữ, nghe nói năm nay gặp phải mưa to không dứt cũng là do, vũ nữ, gây ra. Vũ nữ cô gái mưa, cái này ta thật đúng là chưa từng nghe qua. Hạ Lãnh có chút hứng thú đối với loại cố sự trí quái như vậy. Không khỏi hỏi, làm phiền Khổng lão bản nói nghe một chút. Cố sự cũng khá là đơn giản khuôn sáo. Khổng Thanh Tùng lặng lẽ liếc nhìn Hạ Lãnh một cái, cố sự kể rằng đại khái tại 1000 năm trước, có vị thần nữ yêu một thư sinh phàm trần, tiếp đó hạ phàm kết duyên với hắn, cho hắn đọc sách, trợ giúp hắn tới Lam Kinh đi thi. Cuối cùng thư sinh xác thực được xứng danh bảng vàng, nhưng mà cũng bị tể tướng đương triều bắt làm con rể, từ đó lưu tại Lam Kinh làm quan. Tiêu Tú Nhi không khỏi thấp giọng mắng, hừ, tên thư sinh này thật sự là một tên phụ lòng. Cố sự còn chưa xong phải không? Hạ Lãnh vừa nghe câu chuyện này, cảm giác xác thực rất khuôn sáo, còn nhạt nhẽo vô vị, so với liêu trai trên địa cầu còn kém xa. Đoạn sau chắc chắn là thần nữ xa xôi ngàn dặm đi Lam Kinh tìm được thư sinh, còn mang theo một đứa bé. Tiêu Tú Nhi bĩu môi bổ sung, nhưng mà thư sinh đã triệt để thay đổi tâm tính. Sợ thần nữ và đứa bé cản trở tiền đồ của hắn, thế là phái người ám sát hai mẹ con. Thần nữ oán giận khó bình, chẳng những hóa thành lệ quỷ, nước mắt khóc than còn biến thành mưa. Hạ Lãnh kỳ quái nhìn Tiêu Tú Nhi một cái, không ngờ tiểu nha đầu này còn có chút thiên phú biên kịch, bổ sung đoạn ngắn này có chút tương tự những gì Tần Hương Liên tình cờ gặp gỡ trên địa cầu. Vị tỷ nữ này của Lãnh công tử rất là thông minh lanh lợi. Khổng Thanh Tùng khen ngợi nhìn Tiêu Tú Nhi, có điều lập tức lắc đầu nói, nhưng mà đoạn sau của cố sự cũng không có ác liệt như vậy. À, Tiêu Tú Nhi ngẩn người, nếu cố sự không phải như vậy thì còn có thể phát triển như thế nào chứ? Khổng Thanh Tùng hồi đáp, thần nữ chỉ lập một lời thề,
ngày nào mà thư sinh kia còn chưa trở về Bắc Vân quận, vậy thì hàng năm nàng sẽ cho mưa xuống 9 tháng ở cố hương của hắn. Tại sao lại là 9 tháng? Lúc này Phong Thiên Linh không khỏi hỏi một câu. Bởi vì thời gian bọn hắn quen biết vừa vặn là 9 tháng. Khổng Thanh Tùng vừa cười vừa nói. Hai mắt Tiêu Tú Nhi mê mang, vậy tên thư sinh bại hoại kia có trở về không? Đây là trận mưa 1000 năm, đến nay vẫn chưa ngừng. Khổng Thanh Tùng hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nhưng mà tất cả người nghe đều rõ, nếu như thư sinh trở về thì cơn mưa này hẳn là đã sớm ngừng rồi. Hu hu, tiểu nữ hài như Tiêu Tú Nhi và Phong Thiên Linh không có chút lực miễn dịch nào đối với loại cố sự này, dù chỉ là nghe được đại khái nhưng cả hai đều nước mắt lưng tròng. Ha ha, đương nhiên, đây chỉ là cố sự được lưu truyền mà thôi. Khổng Thanh Tùng bỗng nhiên cười to, cảm thấy biểu lộ của hai cô gái rất là đáng yêu, cơn mưa này xác thực cổ quái, ai cũng không biết rõ nguyên nhân, cho nên mới có người tạo ra loại cố sự như vậy. Mọi người nghe một chút là được rồi, không cần coi là thật. Tiêu Tú Nhi và Phong Thiên Linh không khỏi ghét bỏ, cảm thấy lời này quả thật làm mất hứng, có chút giày xéo câu chuyện tình yêu thê mỹ kia. Hạ Lãnh lại nhận ra sự khác thường, vị Khổng lão bản này không đến mức nhàm chán chạy tới đây cố ý kể một cố sự như vậy cho hắn nghe, chắc chắn còn có sự tình khác. Quả nhiên, sau khi cười đùa một phen, Khổng Thanh Tùng thấy Hạ Lãnh vẫn không có ý định đặt câu hỏi, nghĩ thầm vị tiểu thiếu niên này thật đúng là rất trầm ổn, điều này làm hắn có chút nhịn không được. Được rồi, ta chỉ lo nói mấy chuyện vô bổ, làm chậm trễ thời gian nghỉ ngơi của tiểu công tử. Khổng Thanh Tùng nhẹ nhàng phủi tay, sau đó đứng dậy, không quấy rầy mấy vị nghỉ ngơi nữa, Khổng mỗ xin cáo từ. Khổng lão bản đi thong thả, Hạ Lãnh vẫn không có truy vấn, đứng dậy đưa tiễn. Không cần đưa tiễn, Khổng Thanh Tùng giơ tay lên, mới vừa đi tới huyền quan thì đột nhiên quay đầu lại, dường như vô tình nói úi, còn có một việc, Khổng mỗ suýt nữa quên mất. Hạ Lãnh biết vở kịch chính tới, người này rông dài gần nửa giờ. Đoán chừng chính là vì câu nói này. Chương 2262. Ba lời đồn. Cơn mưa này sẽ còn tiếp tục một thời gian nữa, vì an toàn, mong rằng Lãnh công tử chớ nóng vội. Giọng điệu của Khổng Thanh Tùng vẫn nhẹ nhàng, nếu như nửa đêm nghe được động tĩnh khác thường gì thì tuyệt đối. Tuyệt đối đừng đi ra ngoài. Tiêu Tú Nhi tiếp thêm một câu. Không phải, thân sắc của Khổng Thanh Tùng có chút nghiêm túc, tuyệt đối đừng ở trong phòng. Dù có bị xối chút mưa thì cũng nhớ phải chạy ra bên ngoài. Nói xong, Khổng Thanh Tùng mới cất bước đi ra ngoài, đi được mấy bước đã đến chỗ rẽ hành lang, không còn thấy tăm hơi đâu. Công tử, người này có vấn đề về đầu óc phải không? Tiêu Tú Nhi nhíu đôi mày thanh tú, nhỏ giọng hỏi. Hạ Lãnh lắc đầu, hắn tới đây là để nhắc nhở chúng ta. Vậy tại sao ta lại nghe không hiểu gì hết? Tiêu Tú Nhi nghiêng đầu nhỏ. Bình thường nếu như sợ xảy ra chuyện gì, không phải đều nhắc nhở người khác ở trong phòng đừng đi ra ngoài sao? Thế mà hắn lại bảo chúng ta chạy ra ngoài, hơn nữa còn nói bị xối mưa cũng không vấn đề gì, lỡ như bị phong hàn thì làm sao bây giờ? Ngươi cảm thấy ta sẽ bị phong hàn sao? Hạ Lãnh nghiêng đầu, lườm Tiêu Tú Nhi một cái. Tiêu Tú Nhi mới nhớ bản thân công tử là tu tiên giả, thể chất đặc thù, trên cơ bản sẽ không có bệnh, vì vậy không khỏi bĩu môi. Tới gần đêm khuya, Cơ Cửu mới từ bên ngoài trở về. Cửu ca, đã dùng cơm chưa? Tiêu Tú Nhi hỏi, Cơ Cửu cười nói với nàng, ta đã ăn ở bên ngoài rồi, đừng lo lắng. À, Tiêu Tú Nhi gật đầu. Chỉ chốc lát sau, một nhóm 4 người đều tập hợp ở thư phòng. Hạ Lãnh là muốn biết Cơ Cửu đã thu thập được tin tức hữu dụng gì, mà Tiêu Tú Nhi và Phong Thiên Linh lại muốn nghe Kỳ Văn giật chuyện. Có thu hoạch được gì không? Hạ Lãnh thuận miệng hỏi. Cơ Cửu uống hơn phân nửa bát trà nóng, lau miệng nói, đúng là ta có nghe được một chút chuyện, chỉ là không biết có hữu dụng với công tử hay không. Hạ Lãnh cũng không nóng nảy, ngươi nói thử xem. Liên quan tới trận mưa ở Bắc Vân quận, bên ngoài có 3 loại ý kiến. Cơ Cửu dừng lại vài giây, hiển nhiên là đang sắp xếp câu chữ, loại thứ nhất, nói là rất lâu trước đây có một thần nữ. Cửu ca, cái này chúng ta đã biết rồi. Tiêu Tú Nhi cắt lời Cơ Cửu, người nói 2 loại còn lại đi. Cơ Cửu sửng sốt một chút, Hạ Lãnh giải thích, vừa rồi chủ thuê nhà đã tới kể cho chúng ta nghe cố sự một thần nữ làm mưa rơi xuống. Tốt thôi, vậy ta không nói cái này nữa. Cơ Cửu gật đầu, mọi người đã không có hứng thú, hắn kể lại cũng không có thú vị gì.
Mấy ngày nay thực sự quá nhàm chán, cho nên kể chuyện xưa và nghe cố sự đã thành trò tiêu khiển giữa bốn người. Loại thứ hai, nói là một ngôi chùa ở thành Bắc có một chiếc tiên chuông ngàn năm bay tới, không người nào có thể gõ vang. Cơ Cửu nói tiếp, còn duỗi tay miêu tả kích thước của chiếc chuông kia, tục truyền đó là một cái chuông cầu mưa, chỉ cần có người gõ vang thì trời sẽ mưa. Cái này có chút không đúng rồi. Dù sao thì Phong Thiên Linh cũng là người Vân Châu, vẫn hiểu rõ một ít chuyện ở Bắc Vân Quận, lúc nhỏ ta cũng đã được nghe truyền thuyết về chiếc chuông kia, chỉ nói đó là chuông cầu con, nếu có thể gõ vang thì có thể thuận lợi sinh ra con trai. Đó là tiếng địa phương ở Bắc Vân Quận, vũ tức là tử. Cơ Cửu cười giải thích, thần phong cốc cách bên này mấy tòa núi, giọng vùng miền cũng không tương thông. Vậy lời đồn cuối cùng là cái gì? Tiêu Tú Nhi hỏi. Cơ Cửu lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, loại thứ ba có chút thú vị, trên núi ngoài thành có một con yêu quái, chỉ cần nó xuống núi thì trời sẽ mưa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Tú Nhi có chút mờ mịt, có ý gì? Yêu quái ăn một bữa cơm cần tới tận 9 tháng sao? Yêu quái này không phải là Sơn Tiêu Giã quái, nghe nói đó là một giọt nước mắt của tiên nhân ngàn vạn năm trước, dưới cơ duyên xảo hợp lại trở thành yêu. Cơ Cửu tiếp tục nói, hơn nữa thứ nó ăn không phải là người, cũng không phải là đồ ăn khác, mà là khí. Đó không phải là quỷ sao? Tiêu Tú Nhi cũng không kinh ngạc, bĩu môi nói, trong tiểu thuyết chí quái đều có ghi, quỷ quái đều hút dương khí gì đó. Cơ Cửu vốn định giải thích cặn kẽ một chút, ngay sau đó lắc đầu, hắn cảm giác Tiêu Tú Nhi chưa hẳn có thể nghe hiểu, thế là gật đầu, ừ, người có thể hiểu như vậy. Chỉ cần dính vào mưa bụi mà nó phun ra, như vậy khí trong cơ thể cũng sẽ bị hút đi. Nếu vậy lời nói trước đó của vị khổng lão bản kia có chút kỳ quái. Hạ Lãnh xoa cằm, bắt đầu suy nghĩ. Nếu như loại truyền thuyết thứ ba là thật, vậy thì lời đề nghị khi bọn họ có chuyện gì thì đều phải chạy ra hứng mưa của vị khổng lão bản kia khá quỷ dị. Nhưng hắn lại cảm thấy vị khổng lão bản này không cừu không oán với bốn người, không có đạo lý tính kế bọn hắn, hơn nữa còn là dùng phương thức tùy ý như vậy. Bỗng dưng, trong lòng Hạ Lãnh run lên, ánh mắt nhìn quanh phòng. Thần sắc của Cơ Cửu cũng nháy mắt trở nên ngưng trọng vô cùng, cho dù là hơi chậm tiêu như Tiêu Tú Nhi và Phong Thiên Linh cũng đều cảm giác được có chút không đúng. Bên ngoài ánh nến là bóng ma dày đặc, chúng giống như là có sinh mệnh, hơi hơi lay động theo ánh sáng. Khuôn mặt Hạ Lãnh căng thẳng, cảm thụ một hồi, bỗng nhiên khẽ phun ra một chữ, chạy. Chương 2263. Không chừng còn đang chờ chúng ta đấy. Hạ Lãnh mạnh mẽ kéo Tiêu Tú Nhi vào trong lòng, sau đó nhanh chóng phá cửa sổ nhảy ra ngoài. Cùng lúc đó, tay phải Cơ Cửu chộp giá cắm nến, tay trái ôm Phong Thiên Linh cũng nhảy theo ra ngoài. Bành! Trong phòng phút chốc sáng lên hai đạo hàn quang, chém ra một cái lỗ thủng lớn chỗ mà bốn người Hạ Lãnh vừa mới ngồi. Công tử, vừa mới có chuyện gì vậy? Tiêu Tú Nhi run lẩy bẩy núp sau lưng Hạ Lãnh, nhỏ giọng hỏi, chẳng lẽ là có yêu quái tới đây? Dưới hành lang, Hạ Lãnh nhìn chằm chằm vào cửa sổ, bên trong đen ngòm, không hề có chút ánh sáng, cũng không có trả lời câu hỏi của Tiêu Tú Nhi. Không phải yêu quái, mà là sát thủ. Cơ Cửu buông Phong Thiên Linh ra, lấy ra thanh đoản đao đeo bên người, cũng không biết vì sao để mắt tới chúng ta. Ta vào xem, các ngươi đứng ở chỗ này đừng đi đâu hết. Hạ Lãnh nhìn thấy trong phòng không còn động tĩnh gì, không khỏi có chút kỳ quái, hắn nhanh chóng phân phó bọn người Cơ Cửu một câu, tung người nhảy vào trong phòng từ cửa sổ. Tiêu Tú Nhi còn muốn bắt Hạ Lãnh lại không cho hắn đi, đáng tiếc khí lực quá nhỏ, không thể thành công, đành phải quay đầu nhìn về phía Cơ Cửu, Cửu ca, công tử sẽ không có nguy hiểm gì chứ. Yên tâm, chẳng lẽ ngươi còn không biết thân thủ của công tử sao? Cơ Cửu cũng không quá lo lắng Hạ Lãnh, chỉ là phòng bị có người đánh lén ba người bọn hắn. Chỉ chốc lát sau, Hạ Lãnh mở cửa phòng ra, nói với ba người Cơ Cửu, không sao rồi, tất cả vào phòng đi. Cơ Cửu dẫn Tiêu Tú Nhi và Phong Thiên Linh đi vào trong, thấy trên sàn nhà xuất hiện thêm hai tên áo đen, nhìn qua hẳn là đã chết. Không phải ta giết, Hạ Lãnh lắc đầu, lúc ta tiến vào thì bọn hắn đã chết rồi. Cơ Cửu nhíu chặt mày, không biết đang suy nghĩ gì. Vừa rồi chính là hai người bọn hắn giở trò quỷ hà. Tiêu Tú Nhi xích lại gần nhìn hai tên áo đen kia, giơ tay xé mặt nạ của bọn hắn, tiếp đó sợ hết hồn, tại sao mặt của bọn hắn lại. Khuôn mặt của hai tên áo đen này đã hoàn toàn mơ hồ, không thể nhìn rõ ngũ quan, hiển nhiên là đã sớm bị hủy dung nhan.
rốt cuộc thì bọn hắn tới giết chúng ta hay là cố ý tới phòng chúng ta để tự sát? Phong Thiên Linh cũng rất là khó hiểu hỏi một câu, trong đầu Hạ Lãnh cũng đầy dấu chấm hỏi, thực sự không nghĩ ra hai người này làm như vậy là có ý gì, nhưng mà hắn nhớ tới một chuyện, có thể là vị Khổng Đông chủ kia biết cái gì đó, chúng ta đi tìm hắn. Bây giờ đã nửa đêm, có thể hắn đã ngủ rồi. Tiêu Tú Nhi lên tiếng. Hắn ngủ không được, Hạ Lãnh nhàn nhạt nói không chừng còn đang chờ chúng ta đấy. Tiêu Tú Nhi không rõ công tử nhà mình nói vậy là có ý gì. Hạ Lãnh không tiếp tục giải thích, hắn cho mọi người thu thập một chút, tốt nhất thay đổi quần áo ẩm ướt do dầm mưa, tiếp đó là đi tìm Khổng Thanh Tùng. Trên địa cầu, Triệu Thanh Thanh gặp nan đề, cho nên mới gọi Hạ Thiên tới căn cứ Thiên Đạo Tổ. Thanh Thanh nha đầu, người nhớ ta sao? Không đến một phút, Hạ Thiên đã xuất hiện bên cạnh Triệu Thanh Thanh, vươn tay ôm vòng eo nhỏ nhắn của nàng. Ừ, ta mới hỏi được chút chuyện từ trong miệng viện trưởng Triệu và Lạc Ngọc Minh, ta cảm thấy có lẽ sư phụ sẽ cảm thấy hứng thú. Triệu Thanh Thanh trở tay ôm Hạ Thiên, tiếp đó hưng phấn nói, cho nên gọi điện thoại bảo ngươi đến đây. Hạ Thiên kỳ quái hỏi, bọn hắn nói cái gì? Lạc Ngọc Minh nói lúc trước cha hắn Lạc Quyền Đông từng ăn trộm một cái cổ mộ vô cùng quỷ dị, những cuốn sách y học cổ kia đã được lấy ra từ đó. Triệu Thanh Thanh sợ Hạ Thiên không nhớ rõ chuyện lúc trước, còn chỉ về phía Hứa Kiều Na, chính là mấy cuốn sách mà Na Na đưa cho ngươi. Hứa Kiều Na gật đầu, người bảo ta gửi những cuốn sách y học cổ kia đến cao ốc thần y, tên viện trưởng Triệu tiếp cận Lạc Ngọc Minh cũng là vì những cuốn sách y học cổ đó. Nhưng mà những cuốn sách y học cổ kia hình như không có gì đặc biệt cả. Hạ Thiên thoáng hồi tưởng một chút, thuận miệng nói. Triệu Thanh Thanh nói, thứ đặc biệt chính là tòa cổ mộ kia, ta đã gọi người mang Lạc Ngọc Minh và viện trưởng Triệu tới, sư phụ lại hỏi cặn kẽ một chút. Cũng tốt, Hạ Thiên gật đầu. Lúc này có một thành viên Thiên Đạo Tổ đi tới, nhỏ giọng thông báo chuyện gì đó với Triệu Thanh Thanh. Triệu Thanh Thanh lập tức nhíu mày. Nhưng mà cũng chỉ là vẫy tay ra lệnh tên thuộc hạ kia lui xuống. Sư phụ, các thành viên đi tiêu diệt vạn cổ hội đều bị trúng độc, người có thể giúp bọn họ giải cổ trùng không? Triệu Thanh Thanh nhìn về phía Hạ Thiên, thuận miệng nói. Hạ Thiên không cho là đúng nói, loại sự tình này không cần ta ra tay, tùy tiện tìm cho bọn họ một thầy châm cứu là được rồi. Chỉ cần ghim châm vào những huyệt vị theo trình tự mà ta đã nói, lại ngâm suối nước nóng, trên cơ bản sẽ không sao cả. Nói xong, Hạ Thiên tùy ý nói tên mấy cái huyệt vị. Vậy được rồi, ta sẽ sai thuộc hạ mời mấy thầy châm cứu tới. Triệu Thanh Thanh chỉ nghe một lần đã nhớ kỹ trình tự huyệt vị mà Hạ Thiên nói, lập tức phân phó cho cấp dưới. Tiếp đó, Lạc Ngọc Minh và viện trưởng Triệu bị mang tới, xem dáng vẻ thì bọn hắn cũng không có bị hình phạt gì, chỉ là sắc mặt có chút không tốt, đoán chừng là di chứng sau khi cổ con bị ép ra ngoài cơ thể. Nói lại những gì mà các ngươi vừa mới nói trước đó, từ đầu tới đuôi, rõ ràng rành mạch cho sư phụ ta nghe. Triệu Thanh Thanh cảnh cáo chừng mắt nhìn hai người này, các ngươi cũng biết sư phụ ta lợi hại như thế nào rồi đấy, đừng nghĩ dở trò gian dối, cũng đừng tự tìm quả đắng để ăn. Chương 2264. Làm sao ngươi biết? Hạ Thiên, ta chỉ muốn hỏi một câu, vạn cổ hội có phái người tìm ngươi không? Thân sắc của viện trưởng Triệu có chút thê thảm. Nhưng hai mắt vẫn còn lóe lên chút ánh sáng, bọn hắn có đưa ra điều kiện gì để cho ngươi thả ta không? Đúng là có một tên ngốc đi tìm ta. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, nhưng mà hắn chỉ tới để đưa tiền cho ta, để ta không truy cứu bọn hắn, đến một câu cũng không có nhắc tới ngươi. Không thể có chuyện đó được. Viện trưởng Triệu hoàn toàn không tin, ta trung thành tuyệt đối với vạn cổ hội, mấy chục năm qua đều chịu thương chịu khó vì tổ chức, bọn hắn sao có thể không cứu ta? Triệu Thanh Thanh đúng lúc nói, không cần suy nghĩ nhiều, chắc chắn là lão tiểu tử ngươi quá tự cao, cảm thấy bản thân rất quan trọng, nhưng thật ra đối với bọn hắn thì ngươi lại không đáng một đồng. Ta, không đáng một đồng, viện trưởng Triệu cười ha ha hai tiếng, chỉ vào chính mình, nếu như không có ta thì làm sao vạn cổ hội sẽ được như ngày hôm nay. Nếu như không có ta, bang, Hạ Thiên cho đối phương một cái tát, khó chịu nói ta không có hứng thú ngồi đây nghe ngươi khoác lác. Cũng đừng nghĩ ngắt lời, ta hỏi cái gì thì ngươi trả lời cái đó, không hỏi thì khôn hồn ngậm miệng lại. Ta, đã rõ, viện trưởng Triệu cúi đầu xuống, không dám nói gì nữa. Lạc Ngọc Minh há miệng, cuối cùng không hề nói gì, vừa rồi hắn cũng muốn hỏi xem cha hắn có mang tiền tới cứu hắn không. Lạc Ngọc Minh,
nói về chuyện cha ngươi trộm mộ đi. Triệu Thanh Thanh đẩy Lạc Ngọc Minh một chút, lạnh lùng nói. Nói thì nói, dù sao thì những điều lão gia hỏa kia làm thì người trong nghề đều biết. Lạc Ngọc Minh không muốn ăn khổ, dứt khoát vứt tất cả bận tâm, hắn chính là một tên trộm mộ, nghiêm chỉnh mà nói thì nhà họ Lạc chúng ta chính là thế gia trộm mộ truyền thừa mấy trăm năm, bằng không cũng sẽ không có nhiều tiền như vậy mà vẫn bị những thế gia đế kinh kia xem thường, chỉ có thể làm con chó cho bọn hắn. Hạ Thiên phiền nhất những tên dài dòng nửa ngày cũng không chịu vào chính đề, tức giận nói thẳng chính đề, bằng không ta đánh ngươi. Chính đề là mấy năm trước, cha ta nghe người ta nói rất có thể ở Dự Trương có một tòa cổ mộ thời nhà Hán, bên trong có vô số vàng bạc tài bảo, thế là hắn mang theo một đám tiểu nhị đi dò thám nội tình. Lạc Ngọc Minh chậm rãi kể ra bí mật của cha mình, bọn hắn ở đó chừng 2-3 tháng, cuối cùng phát hiện vị trí trung tâm đặt quan tài của cổ mộ. Lại tốn mấy ngày đào ra một cái động trộm, lấy vài thứ từ trong đó ra trước. Uống một hớp nước, Lạc Ngọc Minh dừng lại một hồi, sau đó nói tiếp, những món được trộm ra đúng là chân bảo, bọn hắn vốn dĩ muốn đi vào vơ vét một phen, kết quả liên tiếp gặp phải chuyện quái lạ. Lúc đó cha ta mang đoàn đội có 17, 18 người, sau khi đi xuống động trộm thì từng người lần lượt bị mất tích, nói cho đúng thì cũng không phải là mất tích, mà là biến mất, bởi vì ngay cả thi cốt cũng không tìm được. Đến cuối cùng chỉ còn dư lại 5 người, bọn hắn đều sợ hãi, hai tay trống trơn chạy ra ngoài. Chưa tới nửa năm thì cha ta vẫn là không yên lòng cổ mộ kia, hắn muốn biết rõ ràng rốt cuộc những đồng bạn kia đi nơi nào, thế là quyết định đi xem một lần nữa. Sau đó một mình hắn đi xuống động trộm, kết quả vừa xuống được nửa đường thì hắn phát hiện không thích hợp, bởi vì nửa đường lóe lên một vòng sáng kỳ quái, sau đó hắn đã bất tỉnh nhân sự. Chờ đến lúc hắn tỉnh lại thì thấy mình đã ở trong một cái sơn động vô cùng quỷ dị. Ở đó hắn tìm được thi thể của các đồng bạn, nhưng mà phần đầu của bọn hắn đều bị thủng, óc cũng không còn. Cha ta ở trong sơn động 2 ngày, khát nước đói bụng thì hái trái cây trong động ăn, cuối cùng thu thập được một chút bảo bối kỳ quái, còn có một đống sách y học cổ. Vậy hắn đã đi ra ngoài bằng cách nào? Hạ Thiên đột nhiên hỏi một câu. Lạc Ngọc Minh hồi đáp. Hắn nói hắn cũng không rõ ràng lắm, chỉ là đói đến hoa mắt, chờ tỉnh lại thì đã nằm ở một ngọn núi không biết tên, được một vị tiểu phu đi ngang qua cứu giúp. Sư phụ, những gì hắn nói có thật không? Triệu Thanh Thanh xích lại gần Hạ Thiên, nhẹ giọng hỏi. Những gì hắn nói chắc chắn là thật, nhưng mà chưa chắc cha hắn đã nói thật. Hạ Thiên bĩu môi, không cho là đúng nói. Triệu Thanh Thanh hơi cau mày, nhìn Hạ Thiên nói, nếu không chúng ta bắt Lạc Quyền Đông tới đây tra hỏi. Bắt đi, Hạ Thiên gật đầu, chắc chắn tên kia còn có rất nhiều chuyện không có nói thật, ký sinh trùng trong đầu tên ngu si này rất có thể là do chính cha hắn bỏ vào. Lạc Ngọc Minh sững sờ, có chút kinh hãi hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Cái thứ côn trùng kia là do cha ta dở trò quỷ. Bằng không thì thế nào? Hạ Thiên hỏi ngược lại một câu. Hiển nhiên là do tên gia hỏa này dở trò quỷ. Lạc Ngọc Minh chỉ thẳng mặt viện trưởng Triệu. Là bọn hắn bỏ thứ côn trùng ghê tởm kia vào trong cơ thể ta, cho nên ta mới không thể không nghe theo những gì bọn hắn sắp xếp. Viện trưởng Triệu không nói gì, chỉ là khinh bỉ liếc nhìn Lạc Ngọc Minh một cái. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ tới việc cha ngươi và hắn là một đám sao? Hạ Thiên cười hì hì hỏi. Lạc Ngọc Minh nhất thời im lặng. Viện trưởng Triệu ngạc nhiên nhìn Hạ Thiên, làm sao ngươi biết được cái này? Không có gì là ta không biết. Cho dù các ngươi bày trò gì thì cũng không thể qua mắt được ta. Hạ Thiên nói với vẻ mặt tùy ý, chỉ là ta lười làm rõ với đám ngu ngốc các ngươi mà thôi, thật đúng là cảm thấy các ngươi rất thông minh à. Tiếp đó, Hạ Thiên nhìn xung quanh, lười biếng nói, còn có, nếu đám ngu ngốc các ngươi đã tự mò tới cửa để bị đánh, như vậy thì ẩn giấu làm cái gì nữa. Chương 2265, thích chơi sâu thì cứ chơi. Nghe Hạ Thiên nói vậy. Người căng thẳng nhất là Triệu Thanh Thanh. Nơi này là trụ sở bí mật của Thiên Đạo Tổ, từ trong ra ngoài đều có thành viên Thiên Đạo Tổ canh gác, canh phòng không thể bảo là không nghiêm ngặt, nói như vậy thì sao lại có người ngoài lẻn vào được. Nhưng Hạ Thiên đã nói thế, thì không thể sai. Khởi động báo động, giới nghiêm toàn diện. Triệu Thanh Thanh quyết đoán dừng máy, hạ lệnh cho các thành viên, lập tức lôi kẻ đột nhập ra đây cho ta. Không cần, Hạ Thiên lắc đầu. Đã ở trong phòng rồi. Lúc này Triệu viện trưởng đột nhiên nói, hội trưởng đến rồi, cô ấy có thể ở bất cứ đâu, các ngươi coi như xong.
Hứa Kiều Na kinh ngạc nhìn chung quanh, ở đâu, tại sao ta không nhìn thấy? Quả thật đã đến, mặc dù Triệu Thanh Thanh không biết cụ thể kẻ đột nhập đang ở đâu, nhưng sau khi tẩy tủy, giác quan thứ 6 của nàng cũng nhạy lên không ít, thế mà đã cảm giác được nguy hiểm đang rình rập. Trong phòng bỗng nhiên vang lên tiếng sột sột, như là tiếng gió nhẹ phẩy qua lá, hoặc như là có vô số người đang nhỏ giọng thầm thì. Lúc này, sắc mặt Hứa Kiều Na và Lạc Ngọc Minh trở nên cực kỳ khó coi, hiển nhiên bọn họ cũng nghe ra những âm thanh kia đại biểu cho cái gì, không nhìn được khẽ rùng mình. Tiếp theo, tường xung quanh lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến thành màu đen, vô số sâu độc màu đen bò lên giống như nước thấm ướt sàn nhà, chiếm lĩnh vách tường bốn phía, kể cả trần và sàn nhà. Triệu Thanh Thanh nhìn những con sâu độc cuồn cuộn giống như thủy triều, trong lòng cũng thầm chán ghét. Nhà đầu Thanh Thanh, đây chỉ là một chút sâu độc bình thường, không có gì phải sợ. Hạ Thiên đứng yên không nhúc nhích, đưa tay ôm Triệu Thanh Thanh vào trong ngực, nhàn nhã nói. Những con sâu độc màu đen kia quả nhiên không dám bỏ tới gần Hạ Thiên, chỉ dám dừng lại cách thân thể của hắn hơn 3-4 mét, không ngừng thử thăm dò. Á! Trong nháy mắt Lạc Ngọc Minh và Triệu Viện Trưởng bị sâu độc màu đen cắn nuốt, tiếng kêu thảm thiết mới vừa phát ra đã im bặt, không biết sống chết thế nào. Hứa Kiều Na cũng thất kinh, nhưng nhãn lực của nàng ta cũng không tầm thường, lập tức kề sát vào người Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh, coi như tránh được một kiếp. Thật kinh tởm. Mặc dù Triệu Thanh Thanh không có chứng sợ hãi mấy thứ lổn nhổn, nhưng nhìn đến nhiều sâu như vậy ngọ nguậy không ngừng trước mắt, vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Ai đang chê bảo bối của ta kinh tởm? Một đám sâu độc màu đen bỗng dưng tụ lại, chồng lên thành độ cao khoảng một người, lại lần nữa đột ngột rút đi giống như thủy triều. Một bóng người cũng từ trong đó lộ ra, là một phụ nữ trẻ tuổi. Người phụ nữ này nhìn khoảng 20 tuổi, mặc váy dài màu đen, trang điểm nhã nhặn, mày liễu mắt híp, tướng mạo cũng coi như là xinh đẹp. Người chính là Hạ Thiên. Người phụ nữ trẻ tuổi liếc mắt thấy Hạ Thiên, lông mày liền nhíu lại, lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, trông ngươi cũng chả ra làm sao, lại dám nói ta không xinh đẹp. Ta chưa từng nói ngươi không xinh đẹp. Hạ Thiên uể oải đáp lời. Nữ nhân trẻ tuổi cười khẩy, hai cánh tay ôm trước ngực, lạnh lùng nói, hiện tại muốn nói lại cũng muộn rồi, từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ còn chưa có ai dám sỉ nhục ta như vậy, ngươi là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng. Sư phụ, ngươi biết nàng ta sao? Triệu Thanh Thanh dương mắt nhìn Hạ Thiên, cũng không phải hoài nghi cô gái này có tư tình gì với Hạ Thiên, hoàn toàn chỉ là tò mò mà thôi. Mặc dù dung mạo người phụ nữ trước mắt này coi như không tệ, nhưng vẫn còn xa mới đạt tới tiêu chuẩn để làm người phụ nữ của Hạ Thiên. Hạ Thiên trực tiếp lắc đầu, không nhận ra. Ngươi giả bộ cái gì? Cô gái trẻ tuổi giận không kềm được, buột miệng mắng, trước kia ta phái thuộc hạ đến lấy lòng ngươi, kết quả ngươi không cảm kích, còn nói những lời nhục mạ ta. Hiện tại ta đã tự tìm tới cửa, ngươi còn giả bộ không nhận ra ta à? À, ngươi chính là người đàn bà xấu xí trong cái hình đó. Hạ Thiên giả bộ như vừa nhớ ra. Cô gái trẻ nghe không lọt tai cái chữ xấu này, nổi giận, ngươi nói ai xấu hả? Nói ngươi đó, Triệu Thanh Thanh không nhịn được trả lời, nơi này có ba người phụ nữ, ngươi cảm thấy trừ ngươi ra, còn có ai xứng với cái chữ xấu này? Cô gái nhìn Triệu Thanh Thanh một chút, lại nhìn Hứa Kiều Na một chút, mặc dù trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng hai người phụ nữ trước mắt này quả thật xinh đẹp hơn nàng ta, nhưng muốn nàng ta thừa nhận mình xấu, thì tuyệt đối không thể. Ta thừa nhận hai người các ngươi quả thật xinh đẹp, nhưng ta cũng không kém. Hơn nữa đẹp xấu, vốn cũng không có luật pháp nào quy định. Cô gái còn đang nổi nóng, chỉ vào Hạ Thiên mắng, ngươi không muốn hợp tác, vậy cũng thôi đi, còn mắng ta xấu thì không thể tha thứ nổi. Bộ dạng xấu thì đừng kiếm cớ, thành thật thừa nhận là được, còn muốn chiếm tiện nghi của ta. Hạ Thiên trưng ra vẻ mặt khó chịu, có nói nhiều nữa cũng không thay đổi được sự thực là cô xấu xí đâu. Ngươi đúng là muốn chết rồi. Cô gái trẻ khoát tay, cho bọn sâu độc đầy đất tụ lại thành một ngọn sóng, đánh trực tiếp về phía Hạ Thiên. Hứa Kiều Na bị dọa đến thất kinh, chỉ có thể trốn sau lưng Hạ Thiên. Triệu Thanh Thanh nhìn cơn lũ sâu vĩ đại đang ùn ùn kéo tới, mặc dù không sợ cũng hơi hoảng, nhẹ giọng hỏi, sư phụ, bây giờ phải làm sao đây? Không sao, nàng ta thích chơi sâu, thì cho nàng ta chơi đủ là được. Hạ Thiên thoải mái nói. Cũng không coi những con sâu độc màu đen tương đối đáng sợ kia ra gì. Vừa dứt lời, chỉ thấy sâu độc màu đen đã rớt xuống người Hạ Thiên,
vừa mới bắt đầu chỉ có một con dính lên chân, chưa tới nửa giây đồng hồ đã có một đám, tiếp theo liền nuốt mất hai chân Hạ Thiên rồi. Hứa Kiều Na thấy thế, vội vàng lui ra mấy bước. Chương 2266. Hai tên ngốc đó chưa chết đâu. Sư phụ, chân của ngươi. Triệu Thanh Thanh sợ hết hồn, còn tưởng rằng Hạ Thiên không phát hiện, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Hạ Thiên xem thường khoát tay áo, không có chuyện gì, không cần để ý tới. Không ngờ bản lãnh của ngươi thì soàng thôi, mà can đảm lại có thừa. Cô gái kia có phần tán thưởng Hạ Thiên, cũng không biết tại sao Lục Thắng Lương lại sợ ngươi như vậy, âm y môn thật sự thua trên tay ngươi sao? Bản lãnh của ngươi mới soàng thì có. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ngoại trừ điều khiển mấy con sâu này, ngươi còn có bản lĩnh gì không? Nếu có, tốt nhất là ngươi mau mau dùng, nếu không sẽ không còn cơ hội đâu. Trương Mục Hạ ta là cổ sư thiên tài trăm năm khó gặp của cổ giới, tài nghệ điều khiển cổ trùng khiến người ta không tưởng tượng nổi. Cô gái trẻ ngạo nghễ nói, nhưng mà đối phó ngươi thì không cần dùng các chiêu số khác. Chỉ cần ta vẫy tay một cái, sâu độc sẽ gặm ngươi đến không còn miếng xương nào. Cô gái đột ngột vung tay, chỉ thấy bầy sâu độc bao quanh Triệu Viện Trưởng và Lạc Ngọc Minh rút đi như nước thủy triều, đúng là ăn sạch tận xương, chỉ còn lại một vài mảnh vụn. Đây là sâu độc sao? Triệu Thanh Thanh cau mày, ở trong ấn tượng của cô, loại động vật như sâu độc này không phải đều ký sinh trong thân thể người, sau đó khống chế hành vi cử chỉ người ta đấy sao, từ khi nào đã có thể trực tiếp sử dụng như vũ khí, hơn nữa còn kinh khủng như vậy. Nghe Triệu Thanh Thanh nói, cô gái khịt mũi coi thường, đúng là ếch ngồi đáy giếng, sâu độc có ngàn vạn loại, các ngươi biết chẳng qua chỉ là một hai loại trong đó mà thôi. Loại sâu độc ta dùng là huyền phệ cổ, vốn là chuyên dùng để tẩy trừ các loại xương cốt, nhưng có thể đồng thời điều khiển hơn vạn con thế này thì chỉ có một mình ta. Nghĩa là ngươi không còn chiêu gì khác, đúng không? Hạ Thiên khá thất vọng, vậy ngươi có thể cút được rồi, ta không có hứng thú lãng phí thời gian với ngươi. Hạ Thiên, mồm miệng ngươi thật đáng ghét. Cô gái tức giận đùng đùng, chỉ vào Hạ Thiên nói, vốn còn muốn mời chào ngươi, bây giờ ta thấy giết ngươi thì tốt hơn đấy. Nói nhảm nhiều quá, thân hình Hạ Thiên chợt lóe, giống như quỷ mị xuất hiện trước mắt cô gái, thẳng tay tung một quyền vào mặt nàng ta. Cô gái trẻ cũng lấy làm kinh hãi, vội lui về sau, không nghĩ tới hai chân Hạ Thiên bị sâu độc quấn lấy mà vẫn hoạt động được, tốc độ còn nhanh như thế. Lên, vạn cổ quần phệ, đi chết đi. Tiếp theo, giơ tay lên chỉ huy, sâu độc từ trên bốn vách tường cả trần nhà và mặt sàn cùng nhau dâng lên, tầng tầng bao vây Hạ Thiên, ta xem ngươi có chết không. Hạ Thiên chỉ ra một quyền, trong nháy mắt sâu độc quấn trên người hắn bị đánh nát, xác trùng rơi là tả xuống đất. Tóm lại nếu như không có chiêu khác, vậy ngươi có thể trực tiếp đi chết rồi. Hạ Thiên lười biếng nói, cô gái trẻ lộ ra vẻ mặt không tin nổi, những con huyền vệ trùng này có thể cắn nát cả kim cương, sao ngươi có thể không tổn thương cọng tóc nào? Có gì là không thể, không phải ngươi cũng tận mắt thấy đấy sao? Triệu Thanh Thanh đứng bên cười nói, ngươi thật sự cho rằng chút trò vặt này cũng gây thương tổn cho sư phụ ta được sao? Ngươi cũng quá tự tin rồi đó. Cô gái trẻ ngớ người, vẫn không dám tin vào những gì mình thấy, từ nhỏ nàng đã là cổ sư thiên tài được bồi dưỡng trong tộc, sở hữu thiên phú với cổ đạo vượt xa người thường, người khác nhiều nhất chỉ có thể điều khiển 3 con cổ mẫu, mà mức cao nhất của nàng là chục con. Nàng lại dùng 10 con cổ mẫu này luyện ra hơn vạn huyền phệ cổ con, chưa có ai có thể đỡ nổi công kích từ vạn con sâu độc này của này. Tuyệt kỹ này của nàng khiến cổ giới kinh hãi, có thể nói là thần kỹ đệ nhất cổ giới, nàng cũng nhờ vậy mà được chọn là thiên tài cổ đạo trăm năm có một. Song thần kỹ vẫn luôn trăm trận trăm thắng trước nay, lại đánh không lại một quyền của người đàn ông bình thường trước mắt này, điều này thật sự đã vượt ra khỏi tầm nhận thức của cô. Ngươi rốt cuộc là ai? Cô gái nhìn Hạ Thiên chằm chằm không chớp mắt, tại sao sâu độc không có hiệu quả với ngươi? Ta là ai sao? Hạ Thiên cười hì hì, đồ ma lem, trí nhớ của ngươi cũng quá kém rồi đó. Ta là Hạ Thiên, hạ trong xuân hạ thu đông, thiên trong thiên hạ đệ nhất, bây giờ đã nhớ chưa? Ngươi tuyệt đối không phải là người bình thường, thể chất của ngươi quá đặc biệt, thế mà lại có thể miễn dịch với sâu độc. Cô gái cũng không phải thực sự muốn biết Hạ Thiên là ai, vẻ mặt biến ảo nhiều lần. Thế mà càng nói càng hưng phấn, ta nhất định phải bắt được ngươi, dẫn về tộc nghiên cứu cẩn thận. Bốp! Triệu Thanh Thanh nghe thế khá là khó chịu, tiếng
tiến lên tung một cước đạp nàng ta ra ngoài, nghĩ hay quá nhỉ, dám mơ tưởng sư phụ ta, đã hỏi ý kiến của ta chưa? Các ngươi chờ đó, ta sẽ trở lại. Cô gái thừa cơ mang theo sâu độc còn sót lại xông ra ngoài, chỉ có tiếng nói còn vọng lại, Hạ Thiên, ta nhất định sẽ bắt được ngươi. Triệu Thanh Thanh quay đầu nhìn Hạ Thiên, sư phụ, cứ để nàng ta đi như vậy sao? Ngộ nhỡ nàng ta thật sự đi tìm trợ thủ lợi hại, sợ là tới lúc đó hơi phiền phức. Có thể gây ra phiền phức gì chứ, mong là nàng ta tìm được người có năng lực chút. Hạ Thiên không thèm để bụng người phụ nữ kia, cũng không quan tâm nàng ta đi tìm trợ thủ gì đó. Nếu không kết cục vẫn là bị đánh thôi. Triệu Thanh Thanh nhìn đống vụn xương còn lại trên mặt đất, đột nhiên nghĩ, phải chăng mục đích của nàng ta là tới giết hai người này diệt khẩu. Hai tên ngốc đó chưa chết đâu. Hạ Thiên bĩu môi. Nghĩa là sao? Đầu Triệu Thanh Thanh tràn ngập câu hỏi, nếu mà bọn họ chưa chết, vậy thì vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Hứa Kiều Na cũng không hiểu Hạ Thiên nói vậy là có ý gì, mới vừa rồi rõ ràng Lạc Ngọc Minh và Triệu Viện Trưởng đã bị sâu độc cắn nuốt ngay trước sáu con mắt của bọn họ. Chương 2267. Truyền thuyết về âm hậu. Nhà đầu Thanh Thanh, sao ngươi lại ngốc như vậy chứ? Hạ Thiên phải than thở với trí thông minh của đồ đệ này, cơ hồ là cùng một trình độ với muội muội chân dài kia, nghĩa là mới nãy người bị người đàn bà kia bịp rồi. Sư phụ, người biết ta ngốc rồi, nói rõ một chút đi mà. Triệu Thanh Thanh không hề ngại ngùng bắt đầu làm nũng với Hạ Thiên. Hứa Kiều Na cảm thấy không nhìn nổi, trực tiếp bịt kín hai mắt của mình. Không có gì để giải thích hết, người muốn biết chuyện gì xảy ra thì cùng tới xem một chút sẽ biết. Hạ Thiên cười hì hì nói, ngay sau đó ôm Triệu Thanh Thanh trực tiếp biến mất tại chỗ. Đầu tiên Hứa Kiều Na lộ ra biểu tình khiếp sợ, qua mấy phút đồng hồ sau, nụ cười dần dần biến mất, trong mắt lóe lên những tia sáng khó hiểu. Trời tối, kinh giao, trên nóc một căn biệt thự nào đó. Lúc này trong phòng khách đèn đuốc sáng choang, có ba người ngồi trên ghế salon, dường như đang đợi cái gì đó, không khí cũng khá là yên tĩnh. Trong đó có hai người cũng coi như là gương mặt thân quen, một người là Lục Thắng Lương, một người khác là Vạn Lão Đầu của Vạn Cổ Hội. Người đàn ông trung niên còn lại đang ngồi hiên ngang ghế salon, có gương mặt vuông, từ hai bên tóc mai xuống tới cằm phủ kín râu dài khoảng một tấc, cả người lộ vẻ vừa cứng cỏi vừa sắc bén. Một lát sau, ba người vẫn duy trì sự yên lặng. Mấy giờ rồi, tại sao hội trưởng Trương vẫn chưa trở lại? Lục Thắng Lương là người đầu tiên không giữ bổi bình tĩnh, nhíu chặt mày, không khỏi lo lắng hỏi. Vẫn chưa tới 10 giờ. Vạn Lão Đầu không trả lời, chẳng qua chỉ cười nhạt, ung dung nói, yên tâm đi, Chiêu Vạn Cổ Quần Phệ chưa ai có thể ngăn cản nổi, cho dù không giết được Hạ Thiên, an toàn rút lui cũng không có vấn đề gì. Trong lòng ta vẫn hơi lo lắng. Lục Thắng Lương quả thật trông rất khẩn trương, không khỏi sầu lo nói, tự dưng các người đi trêu chọc Hạ Thiên làm gì. Cái gì gọi là tự dưng đi trêu chọc? Lão giả họ Vạn bất mãn trợn mắt nhìn Lục Thắng Lương, là hắn chặt đứt đường làm ăn của chúng ta trước. Chúng ta bày tỏ thiện ý cũng rõ ràng lắm rồi, hắn chẳng những coi như không thấy, còn nói ra những lời nhục nhã tiểu thư của chúng ta, quả thực đáng chết. Lục Thắng Lương liều mạng lắc đầu, các ngươi không biết sự lợi hại của Hạ Thiên đâu, dù sao ta cũng không dám đối mặt với hắn nữa, nếu như chờ thêm nửa giờ. Hội trưởng Trương vẫn chưa về, các ngươi cũng đừng trách ta rút lui trước. Ngươi đúng là bị Hạ Thiên dọa cho vỡ mật rồi. Vạn Lão Đầu không khỏi khinh bỉ mắng, 6-70 năm trước âm hậu đánh khắp Thần Châu vô địch thủ, lập nên âm y môn cũng coi như là tổ chức hùng mạnh một phương, tại sao lại có loại đời sau nhát như chuột như ngươi? Ta đã không còn là người của âm y môn nữa. Lục Thắng Lương không phục phản bác, còn nữa, Vạn Lão Đầu ngươi bớt làm bộ làm tịch đi. Ngươi còn chưa tới 60 tuổi, đừng nói tới chuyện âm hậu năm đó, khi đó ngay cả nòng nọc ngươi cũng chưa phải. Vạn Lão Đầu hừ lạnh, cha ta từng may mắn gặp gỡ âm hậu, cũng từng may mắn được nghe ngài ấy dạy bảo, nhờ đó mà thoát khỏi cơn u mê, thành đại cổ sư trong tộc. Có gì đặc biệt đâu, Lục Thắng Lương không khỏi khịt mũi khinh thường, đám cổ sư các ngươi, năm đó bị âm hậu của chúng ta một mình đánh cho tan tác, phải trốn vào sâu trong núi. Qua năm 60 năm mới dám thỏ đầu ra, còn có mặt mũi khoác lác với ta. Ngươi muốn chết đúng không? Vạn Lão Đầu thấy Lục Thắng Lương không nể mặt, trực tiếp nói toạc lịch sử nhục nhã của tộc cổ sư bọn họ ra, không khỏi giận đến tím mặt. Lục Thắng Lương cũng không sợ Lão Đầu này, lấy ra 9 cái kim, tới đi,
xem ai chết trước. Đủ rồi, người đàn ông trung niên mặt vuông kia lúc này mới mở miệng, giọng nói chậm rãi mà âm trầm, vô cùng uy nghiêm. Vạn lão đầu do dự một chút, cuối cùng vẫn dáng đè cơn giận xuống, ta nể mặt Lạc tiên sinh, không tính toán với ngươi. Hừ, ta mới lười chấp ngươi ấy. Lục Thắng Lương cũng đang tức nghẹn họng mà không có chỗ chút, chỉ đành bồi thêm một câu nữa, Hạ Thiên cũng không yếu hơn Âm Hậu đâu, vạn lão đầu, coi chừng lần này bị diệt tộc đấy. Cơn tức vạn lão đầu bốc lên lần nữa, ngươi nói cái gì? Lời ta nói, không nghe thấy sao? Người đàn ông mặt vuông khẽ hé mắt, nhất thời sát khí bốn phía, ép Lục Thắng Lương tới thở không ra hơi, đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống. Người đàn ông trung niên nhắm mắt lại lần nữa, giống như là đang nghỉ ngơi tĩnh tâm. Căn phòng yên tĩnh trở lại. Một lúc sau, người đàn ông mặt vuông đột nhiên mở hai mắt, trầm giọng nói, cô ấy về rồi. Trong phòng khách trống không bỗng nhiên hiện ra một vòng tròn màu đen, tiếp đó như có vô số sâu màu đen từ trong vòng tròn tuôn ra ngoài, xếp thành mấy hình trụ cao thấp không đồng nhất. Rào rào. Sau một tiếng vang nhỏ, bầy trùng tản đi, lộ ra thân hình ba người. Chính là hội trưởng Trương Mục Hạ của Vạn Cổ Hội, còn có Triệu Viện Trưởng và Lạc Ngọc Minh. Chương 2268. Truyền tống thuật. Con không sao chứ? Người trung niên vừa thấy Lạc Ngọc Minh, vẻ lạnh lùng trên mặt nháy mắt tan biến, vội vàng chạy qua đỡ Lạc Ngọc Minh, con chịu khổ rồi, thấy con vậy cha đau lòng lắm. Lạc Ngọc Minh thấy người đàn ông mặt vuông lại chẳng có vẻ gì là vui mừng, mở miệng liền mắng, ông già, ta thấy ông không để đứa con như ta trong lòng mới đúng, lâu như vậy mới đến cứu ta. Cha vẫn luôn nghĩ cách, nhưng con chọc tới Triệu gia và Hạ Thiên, cha cũng khó xử. Thái độ người trung niên vô cùng hoảng hốt, nhún nhặn nói. Lạc Ngọc Minh mắng xối xả, người khó xử cái rắm ấy, người ước gì ta chết thì có. Sao có chuyện như thế được? Người đàn ông mặt vuông rất là đau lòng nói, trước khi chết mẹ con dặn dò ta phải luôn chú ý tới hai anh em con, ta lúc nào cũng nhớ. Nếu ngươi thật sự để bụng, ta bị người ta đánh vào bệnh viện, ngươi cả cái rắm còn không dám thả. Nửa chữ Lạc Ngọc Minh cũng không tin, nếu ngươi thật sự thương ta, sao lại giấu tiệt ra bảo đi, còn đặc biệt hạ độc ta nữa. Con mới vừa nói gì? Người đàn ông mặt vuông không khỏi ngẩn ra, ai nói con là ta hạ độc con hả? Lạc Ngọc Minh lạnh lùng nói, còn giả bộ trước mặt ta. Nếu không phải Hạ Thiên trực tiếp lấy sâu độc từ trong cơ thể ta ra, chắc cả đời này ta cũng chẳng hay biết gì. Vẻ mặt người đàn ông kia biến đổi, Hạ Thiên đã lấy bạch ngọc sư trùng trong cơ thể con ra. Ta không biết cái gì là bạch ngọc sư hổ, bạch ngọc sư trùng. Lạc Ngọc Minh không nhịn nổi nói, dù thế nào đi nữa hắn từ trong thân thể ta lấy ra một con sâu màu trắng. A, bốp! Người đàn ông mặt vuông giơ tay lên cho Lạc Ngọc Minh một cái tát, mắng, sao con có thể để hắn lấy bạch ngọc sư trùng ra chứ? Lạc Ngọc Minh bị một tát này làm cho tỉnh mộng, một lúc lâu sau mới bụng mặt, khó có thể tin nói, ngươi dám đánh ta. Ngươi lại đánh ta, a, là cha nhớ tay. Người đàn ông mặt vuông cũng bình tĩnh lại. Vội vàng ôm lấy Lạc Ngọc Minh, nhưng con không nên để cho Hạ Thiên lấy bạch ngọc sư trùng ra, đúng là cha cố ý để người ta đưa nó vào trong người con, nhưng đó là để bảo vệ tính mạng cho con. Bảo vệ tính mạng, Lạc Ngọc Minh cũng ngớ người. Nó là một trong những món bảo bối năm xưa cha tìm được trong ngôi mộ kỳ lạ kia. Người đàn ông mặt vuông ảo não, bạch ngọc sư trùng ở trong thân thể con có thể khiến con bách độc bất xâm, hơn nữa nó còn có thể chữa khỏi tất cả vết thương. Chẳng lẽ con không phát hiện mấy năm gần đây con không hề đau ốm gì sao? Vừa nói như thế, Lạc Ngọc Minh cũng dần dần tỉnh ngộ, mấy ngày hôm trước hắn và mấy người Thẩm đại thiếu gia ra biển chơi, kết quả liên tục gặp hai tên thần kinh đạp bọn họ xuống biển, sau đó mấy người Thẩm đại thiếu đều bệnh đến nhập viện, chỉ có một mình hắn không việc gì, chẳng lẽ là công lao của con trùng này? Được rồi, nếu đã bị hắn lôi ra, thì chắc là ngươi có muốn lấy lại cũng không được. Trương Mục Hạ thở hổn hển, có phần mệt mỏi nói, bản thân ta lại phát hiện một chuyện khác, Lạc tiên sinh, ta phải lập tức về tộc một chuyến, xin hãy giúp ta. Người đàn ông mặt vuông nghiêm nghị, hơi nghi ngờ hỏi, có chuyện gì mà vội vã như vậy? Ta phát hiện Hạ Thiên có thể miễn dịch với sâu độc của ta. Trương Mục Hạ cũng không có ý định giấu giếm, thẳng thắn nói ra chuyện mới vừa rồi, lại nói, ta phải về hỏi đại trưởng lão. Loại thể chất này của Hạ Thiên thật sự quá giống với Âm Hậu năm đó. Nếu như không sớm đề phòng, sợ là kế hoạch rời núi của tộc ta hỏng bét mất.
Hiểu rồi, người đàn ông mặt vuông không có nửa điểm do dự, lập tức gật đầu đáp ứng. Hội trưởng, mang ta về với. Triệu viện trưởng đã không muốn sống ở kinh đô nữa, vội vàng muốn trở về tộc, thế giới bên ngoài thật là đáng sợ. Trương Mục Hạ ghét bỏ nhìn Triệu viện trưởng, tâm tình rất là khó chịu. Tiểu thư, mang lão Triệu trở về đi thôi. Lúc này vạn lão đầu mới nói giúp Triệu viện trưởng, hắn phạm sai lầm, dĩ nhiên phải dẫn về chịu phạt. Cũng đúng, Trương Mục Hạ suy tính một lát, mới gật đầu. Lục Thắng Lương đột nhiên nói, Trương hội trưởng, nếu cô định trở về, có thể mang ta cùng đi không? Ngươi, Trương Mục Hạ hoài nghi nhìn Lục Thắng Lương, ngươi muốn làm gì? Về Hạ Thiên, hiểu biết của ta nhiều hơn cô. Lục Thắng Lương khá là thành khẩn nói, đối với Âm Hậu, ta cũng có chút kiến giải, dù sao đó cũng là tổ sư sáng lập ra môn phái chúng ta, mang ta trở về, ta có thể giúp cô lý giải sâu hơn, đại trưởng lão bên kia cũng sẽ càng thêm tin tưởng lời của cô. Cũng được, Trương Mục Hạ cũng không hoài nghi Lục Thắng Lương có dụng ý gì khác, đến lúc đó trực tiếp hạ cổ cho hắn là được, không sợ hắn làm chuyện gì điên rồ. Người đàn ông mặt vuông trước tiên đuổi Lạc Ngọc Minh khỏi phòng, dặn dò giúp việc chú ý thật kỹ, sau đó trở lại phòng khách. Truyền tống thuật của ta, mỗi tháng chỉ có thể dùng một lần. Người đàn ông mặt vuông nhìn Trương Mục Hạ, khuyến cáo, hơn nữa lúc truyền tống, sẽ tạo ra thương tổn không thể nghịch chuyển cho thân thể người bị truyền tống, tốt nhất cô hãy nghĩ kỹ. Sẽ chết sao? Lục Thắng Lương chần chờ vài giây đồng hồ, vẫn không nhịn được hỏi ra miệng. Người đàn ông mặt vuông lắc đầu, ta thật sự không biết. Vậy thì không thành vấn đề. Trương Mục Hạ lập tức quyết định, cùng lắm thì dùng huyền phệ cổ gói chúng ta lại, hẳn là không sao đâu. Tốt, vậy thì bắt đầu thôi. Người đàn ông mặt vuông đưa hai tay hợp thành chữ thập, tiếp theo lấy tốc độ cực nhanh kết mười mấy cái thủ ấn, đồng thời niệm một đoạn chú ngữ bí hiểm cổ quái, cuối cùng quát chói tai một tiếng, chú thỉnh thiên địa lực, một hô huyền môn mở. Trong phòng khách, bỗng dưng có bốn điểm sáng lên, tiếp đó lại có đường sáng nối liền bốn điểm sáng lại với nhau, giống như một cánh cửa. Chương 2269, Lạc Quyền Đông. Trương tiểu thư, mời. Người đàn ông mặt vuông thu thủ ấn, đưa tay về hướng Trương Mục Hạ làm thế mời. Trương Mục Hạ cũng không khách sáo, trước tiên dùng huyền phệ trùng bao bọc nhiều lớp lên thân thể mình và Lục Thắng Lương cùng Triệu viện trưởng, sau đó chậm rãi cùng nhau bước qua cánh cửa lấp lánh ánh sao này. Chú hết, thu cửa. Trong chớp mắt ánh sáng tiêu tán không còn. Người đàn ông mặt vuông sụi lơ trên mặt đất, không ngừng thở hổn hển, mồ hôi đầy người, qua một lúc lâu sau mới thở phào nhẹ nhõm. Lạc tiên sinh, tiểu thư đã trở về, vậy chúng ta nên làm gì đây? Vạn lão đầu nhìn người đàn ông mặt vuông đầy thâm ý, nhàn nhạt hỏi. Đương nhiên là lập tức tạm lánh đi, chớ để cho Hạ Thiên tìm được. Người đàn ông mặt vuông không khỏi lo lắng nói, Hạ Thiên này thật sự quá quỷ dị, cho dù là ta, cũng không chắc đối phó nổi hắn. Tốt nhất là tránh đi, đừng trêu chọc đến hắn nữa, qua một thời gian ngắn tự nhiên sẽ không có chuyện gì. Vạn lão đầu không giải thích được, lại hỏi, làm vậy có ích gì sao? Đương nhiên là có ích, người đàn ông mặt vuông không khỏi tự tin, ta cũng có nghiên cứu Hạ Thiên, hắn rất tự cao, trừ bản thân mình ra thì hắn coi tất cả mọi người như đồ đần. Hắn vốn khinh thường giao lưu với người khác, dĩ nhiên cũng sẽ không chủ động truy đuổi. Chỉ cần các ngươi không ra tay với đám đàn bà của hắn, hắn sẽ không đuổi tận giết tuyệt các ngươi. Sư phụ, ngươi nghe xem, những người này nhìn thấu tính tình của ngươi rồi. Lúc này, trong phòng bỗng nhiên có giọng nói phụ nữ vang lên. Tiếp theo, lại là một giọng nam uể oải, có vẻ đang khó chịu, trên thế giới này, ngoại trừ những cô vợ của ta, không ai có thể nhìn thấu bản tính của ta, mấy tên ngu ngốc này càng không thể. Người đàn ông mặt vuông và vạn lão đầu nghe thấy hai giọng nói này, sắc mặt liền thay đổi hẳn. Tuy vậy, người đàn ông mặt vuông nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, từ từ đứng thẳng người, vuốt vuốt cổ áo, cười nói, nếu đã đến làm khách, thì cần gì phải ẩn nấp, ở chỗ Lạc Mỗ có đủ trà ngon rượu ngon, để đặc biệt chiêu đãi các vị bằng hữu. Đồ đần như ngươi không phải bằng hữu của ta, cũng không có tư cách làm bằng hữu của ta. Hạ Thiên ôm Triệu Thanh Thanh đột ngột xuất hiện trên ghế salon bên cạnh, bất mãn nói. Người đàn ông mặt vuông cười cười, tự mình rót một chén trà cho Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh, hai vị thân phận cao quý, Lạc Mỗ quả thật với không tới, nhưng vẫn muốn dùng hết nhiệt tình để chiêu đãi hai vị. Ngươi là Lạc Quyền Đông,
Hạ Thiên nhìn người đàn ông mặt vuông, thuận miệng hỏi. Người đàn ông mặt vuông hết sức dễ bảo gật gật đầu, không sai, ta chính là Lạc Quyền Đông, một thương nhân đồ cổ bình thường. Nếu hai vị có việc buôn bán gì liên quan tới đồ cổ thì tìm ta, giá tiền chắc chắn sẽ làm các ngươi hài lòng. Chúng ta cũng không đến bàn chuyện làm ăn. Triệu Thanh Thanh dù nói chuyện hay làm việc cũng không thích vòng vo, lại càng không thích người khác làm bộ làm tịch trước mặt cô, cũng không có hứng thú diễn trò với ngươi. Diễn xuất của Lạc Quyền Đông có thể nói đã đạt đến cấp độ ảnh đế, lúc này vừa hay lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, ồ, vậy Triệu Tiểu Thư và Hạ Tiên Sinh đêm khuya đến đây, rốt cuộc là cần gì? Đến nước này rồi, ngươi còn giả bộ. Triệu Thanh Thanh phải bội phục tên này, chuyện đã lúng túng đến nước này, hắn vẫn có thể không hề ngại ngùng tiếp tục diễn. Vạn lão đầu tương đối tự giác, hắn chưa bao giờ lộ mặt trước Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh, cho nên lúc này dứt khoát ngậm miệng không nói, không xen mồm nửa câu. Lạc mỗ quả thật hồ đồ, kính xin Triệu Tiểu Thư chỉ rõ. Vẻ mặt và động tác của Lạc Quyền Đông cũng tương đối hoàn mỹ, dường như không khác gì người qua đường không biết chuyện, thiếu chút nữa làm cho Triệu Thanh Thanh sinh ra ảo giác. Hạ Thiên uể oải nói, diễn xuất của ngươi thật ra cũng không tệ lắm, nhưng tìm lộn đối tượng rồi, ở trước mặt ta, ngươi diễn cái gì cũng vô dụng thôi. Ta thật sự không biết Hạ Tiên Sinh đang nói cái gì. Vẻ nghi ngờ trên mặt Lạc Quyền Đông càng sâu hơn, mặc dù ta ngưỡng mộ hai vị đã lâu, cũng muốn được làm quen với hai vị, nhưng quả thật không có duyên. Hai vị đột nhiên viếng thăm, chẳng lẽ ta có chỗ nào mạo phạm hai người sao? Dầm! Hạ Thiên lười nói nhảm, trực tiếp tung qua một cước, đạp bay Lạc Quyền Đông, đánh vỡ hai bức tường, rơi xuống bể bơi ngoài sân. Tiếp theo, bóng Hạ Thiên chợt lóe, lại ném Lạc Quyền Đông từ trong hồ bơi ra ngoài. Hiện tại đã tỉnh chưa? Hạ Thiên cười hì hì hỏi, nếu còn chưa đủ tỉnh táo, vậy thì làm lại mấy lần nữa? Không, không cần đâu. Lạc Quyền Đông cũng không phải kẻ thích bị hành hạ, lập tức lắc đầu từ chối. Hạ Thiên ném Lạc Quyền Đông về trên ghế salon, lười biếng nói, đám ngu ngốc các ngươi có phải đều thích bị người ta hành hạ không? Sao cứ bị đánh mới chịu nói thật, cần gì phải thế chứ? Không có cú đánh này, làm sao biết mình nên thành thật tới mức nào mới phù hợp chứ? Lạc Quyền Đông lau nước trên mặt, nhận lấy khăn lông quản gia đưa tới, vẫn tươi cười nói. Triệu Thanh Thanh cười lạnh, vậy bây giờ ngươi biết nên thành thật tới mức nào rồi hả? Các ngươi muốn biết gì, ta tuyệt đối sẽ không giấu giếm. Lạc Quyền Đông lau nước trên tóc và mặt, tiện tay ném khăn lông lại cho quản gia, thản nhiên ngồi lại trên ghế salon, vẻ mặt và tư thái so với khi nãy như hai người khác. Tốt nhất là vậy, Triệu Thanh Thanh cảm thấy mình khó lòng nhìn thấu con người này, chỉ có thể âm thầm đề cao cảnh giác. Lạc Quyền Đông thản nhiên nói, Lạc mỗ có thể sống đến giờ, bí quyết chỉ bằng hai chữ thức thời. Ngươi từ đâu tìm được mấy món đồ đó? Hạ Thiên đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi. Lạc Quyền Đông dường như đã sớm đoán được sẽ có câu hỏi này, không chút chần chừ hồi đáp, một sơn thôn nhỏ cách phía tây Dự Trương chưa tới trăm dặm, nơi đó có một tòa cổ mộ. Ta và bằng hữu trộm từ trong đó ra. Trộm được những gì? Hạ Thiên lại hỏi. Chương 2270. Pháp bảo. Cụ thể thì không nhớ rõ lắm, ta nghĩ chắc ngươi cũng không muốn nghe. Lạc Quyền Đông chống cằm, cẩn thận nghĩ một lúc, nếu nói tới mấy thứ quan trọng thì có 39 quyển sách cổ, trong đó sách thuốc 20 quyển, 7 quyển đạo thuật, 3 quyển chú pháp, 1 quyển điều trùng, số còn lại chữ viết đã phai nhạt không rõ. Hơn phân nửa chữ trên đám sách cổ này, ta đều đọc không hiểu cho nên hoặc là đã tặng cho người ta, hoặc là đã bị hai thằng con trai ta len lén bán mất. Còn có một thanh bảo đao, dài tầm 4 thước, phía trên có khảm bảo ngọc không biết tên, mười mấy năm trước đưa cho gia chủ của Lý gia, sau đó thì không biết tung tích. Còn có một bình trùng, cao gần nửa thước, bên trong có 3 con bạch ngọc sư trùng, nhưng chỉ có một con còn sống, vốn là đã cấy vào trong cơ thể con trai ta. Nhưng bây giờ hẳn là đang ở trong tay Hạ Tiên Sinh. Còn có. Triệu Thanh Thanh nghe Lạc Quyền Đông nói, cảm thấy hắn không giống như là đang nói láo, về phần có giấu giếm hay không thì không rõ lắm. Còn có, Hạ Thiên chỉ nói hai chữ. Lạc Quyền Đông vừa chống cằm nghiêm túc nghĩ một lát, rồi lắc đầu nói, còn lại cũng chỉ có vàng thỏi, còn có một cặp đá đen không có gì đặc biệt, chẳng lẽ Hạ Tiên Sinh cảm thấy hứng thú. Hạ Thiên trợn mắt nhìn Lạc Quyền Đông. Không ai có thể gạt được ta, ngươi cũng không thể, không muốn bị đánh thì thành thật chút. Lực đạo của ngươi còn có thể mạnh hơn sao?
Lạc Quyền Đông thuận miệng hỏi. Dầm. Hạ Thiên tung quyền qua, Lạc Quyền Đông lại bay ra ngoài lần nữa. Chỉ chốc lát sau, hắn tự bò ra khỏi bể bơi, lắc lắc đầu, chậm rãi thở ra một hơi, sau đó đi về phòng khách. Được rồi, Lạc Quyền Đông cũng không thèm lau tóc nữa, cứ để nguyên người ướt sũng, trực tiếp ngồi lại trên ghế salon, dựng thẳng ngón tay cái với Hạ Thiên, một quyền này đủ sức đấy, mới vừa rồi quả thật ta có che giấu một số đồ vật, bây giờ sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi là kẻ thích bị hành hạ à? Triệu Thanh Thanh không nhịn được châm chọc, cứ phải bị đánh mới chịu nói. Hạ Thiên lại không thèm để ý, không phải hắn thích bị đánh, chỉ là muốn ghi nhớ sức mạnh của ta, sau đó chuẩn bị sẵn một chiêu giết cả hai chúng ta. Quả nhiên không thể gạt được Hạ Tiên Sinh, Lạc Quyền Đông thấy ý đồ của mình bị Hạ Thiên nói toạc ra, cũng không hề bối rối, chỉ cười sáng lạn hơn, quả thật Lạc Mỗ có ý này, nhưng ta cảm thấy chắc Hạ Tiên Sinh cũng không để ý, phải không? Ta không quan tâm, nếu tên ngốc người có tuyệt chiêu gì thì cứ dùng đi. Hạ Thiên lười biếng ngáp, gần đây ta đang nhàm chán lắm, nếu ngươi có thể đấu với ta mấy chiêu, nói không chừng ta sẽ tha mạng cho con trai ngươi. Vậy thì tốt quá, Lạc Quyền Đông hưng phấn xoa xoa tay, sau đó nói, mới vừa rồi cảnh ta truyền tống Trương hội trưởng, chắc hẳn Hạ Tiên Sinh và Triệu Tiểu Thư đã thấy rồi. Thấy rồi, Triệu Thanh Thanh quả thật cảm thấy rất thần kỳ. Đây là lần đầu tiên cô thấy loại chuyện này, à, không tính cái lần nhìn thấy đảo thần tiên biến mất trong video trên mạng. Hạ Thiên thì đã thấy loại chuyện này nhiều rồi, thời gian trước ở cùng Ninh Nhụy Nhụy trong bí cảnh dưới đáy biển, không biết đã chứng kiến bao nhiêu lần. Đó chính là một bảo vật quan trọng nhất mà ta lấy được. Trên mặt Lạc Quyền Đông là nụ cười đầy thâm ý, thành thật mà nói thì nó là một pháp bảo, có thể là di vật do một vị tu tiên giả để lại. Tu tiên giả? Ngươi cũng biết tới tu tiên giả ư? Triệu Thanh Thanh hết sức bất ngờ hỏi. Lạc Quyền Đông thản nhiên nói, làm nghề đạo mộ truyền qua nhiều đời, thường xuyên gặp được những chuyện thần tiên ma quỷ, cũng thường xuyên tiếp xúc một số đồ cổ quý hiếm, nên biết đến sự tồn tại của tu tiên giả, cũng không có gì lạ. Vậy ngươi lấy được pháp bảo gì? Triệu Thanh Thanh hỏi tiếp. Lạc Quyền Đông cười càng sâu xa hơn, Triệu Tiểu Thư thật sự muốn biết sao? Ta còn chưa từng thấy pháp bảo bao giờ. Triệu Thanh Thanh cũng không bị nụ cười quái gở của Lạc Quyền Đông hù dọa, nếu ngươi thật sự có, vậy thì lấy ra cho ta mở mang tầm mắt. Hạ Tiên Sinh thì sao, cũng muốn xem. Lạc Quyền Đông lại hỏi. Hạ Thiên bĩu môi, lại muốn bị đánh nữa phải không? Vậy thì được, Lạc Quyền Đông bỗng dưng đứng bật dậy, hai tay hợp thành hình chữ thập ở giữa miệng, tiếp theo nhanh chóng niệm một tràng chú ngữ, vài điểm sáng bay ra từ trong lòng bàn tay hắn, bay xung quanh Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh. Chú khởi, thất tinh dũng, thiên lao hiện. Điểm sáng kia phun ra ánh sáng màu trắng, trong chớp mắt nối liền các điểm sáng với nhau, biến thành một lồng giam lấp lánh ánh sáng trắng, vừa vặn giam Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh vào bên trong. Được rồi, hai vị có hài lòng với pháp bảo này của ta không? Lạc Quyền Đông vừa cười vừa đi tới cạnh lồng giam, ta đã lấy sức mạnh Hạ Tiên Sinh tung ra vừa nãy, nhân lên 10 lần, mới tạo ra tòa thiên lao tinh quang này, hai vị có thể từ từ thưởng thức. Bao lâu cũng không thành vấn đề. Chương 2271, đây chính là pháp bảo à? Đây chính là pháp bảo à, có vẻ cũng không có gì đặc biệt. Triệu Thanh Thanh đứng dậy, đưa tay sờ những điểm và những đường sáng kia, mới phát hiện cũng không có bất kỳ trở ngại gì, nàng cũng có thể đưa tay ra khỏi phạm vi của thiên lao tinh quang này, thân thể cũng không bị trói buộc. Đó là vì Triệu Tiểu Thư còn chưa cảm nhận được phần huyền diệu nhất. Nụ cười trên mặt Lạc Quyền Đông càng rạng rỡ, nói với Triệu Thanh Thanh, không tin thì bây giờ các ngươi thử đánh ta nữa đi. Từ trước đến nay Triệu Thanh Thanh cũng không phải là người có tính tình tốt gì, nghe hắn nói như thế, dĩ nhiên cũng sẽ không khách khí, trực tiếp tung qua một quyền. Quỷ dị chính là, quả đấm của nàng lại có thể trực tiếp xuyên qua mặt Lạc Quyền Đông, giống như đánh trúng một ảo ảnh. Có phải ngạc nhiên lắm không? Lạc Quyền Đông mở hai tay ra, sờ sờ mặt mình. Còn dùng sức bấm bấm, Triệu Tiểu Thư, ngươi không cần hoài nghi, ta là người thực sự tồn tại, ngươi cũng không bị ảo giác. Triệu Thanh Thanh không tin, nhấc chân lại tung một đòn quét ngang, vẫn xuyên qua eo Lạc Quyền Đông như cũ. Một cước này, khiến Triệu Thanh Thanh xác định được hai chuyện, một là nàng không có bị ảo giác, hai là người đối diện với nàng đúng là người thật. Như vậy trong đầu nàng lại sinh ra một nghi hoặc khó giải đáp, tại sao lại đánh không trúng? Hạ Tiên Sinh, ngươi có muốn thử không?
Lạc Quyền Đông đắc ý nhìn về phía Hạ Thiên, có chút khiêu khích đề nghị. Vì hắn biết Hạ Thiên rất lợi hại, cho nên vẫn tránh việc đối đầu trực diện với Hạ Thiên, nhưng chuyện này không có nghĩa là hắn thật sự không có cách xử lý Hạ Thiên, ví dụ như Thiên Lao Tinh Quang này chính là một trong các thủ đoạn của hắn. Cho nên, hắn mặc cho Hạ Thiên đánh hắn cũng chỉ để bố trí Thiên Lao này. Hắn tự tin bất kể là ai, chỉ cần rơi vào trong thì đều không còn đường chạy trốn, mạnh như Hạ Thiên cũng không ngoại lệ. Không có hứng thú, trò này quá trẻ con. Hạ Thiên thuận miệng nói, tên ngốc ngươi còn chiêu gì khác không? Ta hiểu tâm tình của ngươi, bởi vì trước kia ta cũng có kinh nghiệm. Lạc Quyền Đông ôm tay cười rất vui vẻ, bày ra bộ dạng đồng tình, đối với chuyện vượt ngoài tầm hiểu biết của mình, con người tự nhiên sẽ sinh ra cảm giác e sợ, nhưng để giữ thể diện, lại muốn làm bộ như không thèm để ý. Ngươi hiểu cái rắm ấy. Hạ Thiên lười biếng ngáp, cái lồng rách này của ngươi phải hấp thu sức mạnh của người khác mới có thể duy trì. Ngươi nói nhiều lời như thế, làm nhiều chuyện như vậy không phải chỉ là muốn kéo dài thêm một ít thời gian thôi sao? Lạc Quyền Đông ngạc nhiên, nhìn Hạ Thiên, ồ, ngươi đã nhận ra có gì đó không đúng, vậy tại sao còn rơi vào bẫy của ta? Ta muốn xem đồ ngốc như ngươi có thể bày ra trò gì. Hạ Thiên vẫn bình chân như vậy, nếu chơi không vui, thì ngươi cứ chuẩn bị tinh thần ăn đòn đi. Ha ha, Hạ Tiên sinh. Ta nghĩ ngươi hẳn là không biết sự lợi hại của Thiên Lao Tinh Quang, mới có thể. Như vậy, Lạc Quyền Đông dừng 2 giây, tựa hồ như đang suy nghĩ dùng từ gì cho thích hợp, một lúc lâu sau mới vỗ tay nói ung dung như vậy. Nếu như ta nói cho ngươi biết chỉ cần qua tầm nửa giờ nữa, tất cả sức mạnh trên người các ngươi sẽ bị lồng giam này hấp thu không còn tí nào, sau đó để ta tùy ý sử dụng, ngươi còn có thể bình tĩnh như vậy không? Sư phụ, người này trông thật đáng ghét. Có cách nào để ta hung hăng đập hắn một trận không? Triệu Thanh Thanh nhìn Lạc Quyền Đông đang bày ra bộ dạng tự đắc, tâm tình của nàng cực kỳ khó chịu. Hạ Thiên cười hì hì, Thanh Thanh nha đầu, nếu ngươi muốn đánh hắn thì cứ đánh, không cần báo cáo với ta. Nhưng mà ta không đánh trúng hắn. Triệu Thanh Thanh hơi lo lắng, không biết hắn giở trò quỷ gì, mà ta không đánh trúng hắn được. Đó là do sức ngươi quá yếu. Hạ Thiên nghiêm trang nói, đánh loại đồ ngốc này phải dùng toàn lực, ra tay độc ác một chút mới trúng được. Lạc Quyền Đông nghe nói thế, không khỏi lắc đầu, ra vẻ tiếc hận, xem ra hai vị vẫn chưa hiểu rõ tình cảnh của mình nhỉ, Thiên Lao Tinh Quang là pháp bảo do ta dùng chú ngữ điều khiển. Nếu như các ngươi chưa vào trong lao, ta vốn không có cách đối phó các ngươi, cho nên mới vừa rồi ta mặc cho các ngươi đánh chửi nhưng vẫn không đánh trả. Nhưng hiện tại các ngươi đã là chim trong lồng. Sống chết đều do ta nắm giữ. Ta chính là chúa tể của các ngươi, bây giờ muốn phản kháng đã quá muộn. Lời này nghe ảo tưởng sức mạnh thật đấy. Triệu Thanh Thanh rất là khinh bỉ, làm ơn tôn trọng tuổi tác của mình chút đi, xem anime ít thôi, đọc thêm chút sách. Xem ra phải chịu chút đau khổ, Triệu Tiểu Thư mới hiểu được lời ta vừa nói. Hai tay Lạc Quyền Đông hợp thành hình chữ thập ở trước ngực, nhanh chóng bấm mấy ngón tay, sau đó đẩy ngang ra ngoài. Chỉ thấy mấy chấm sáng tụ lại, bỗng dưng bay tới trước người Triệu Thanh Thanh. Đợi vài giây đồng hồ, Triệu Thanh Thanh mới cảm giác được một luồng sức mạnh khổng lồ tựa như Thái Sơn đè xuống người cô, khiến cho nàng không tự chủ được phải lùi lại mấy bước, lùi tới trước gót chân Hạ Thiên. Hạ Thiên đưa tay ôm hông Thanh Thanh, mới triệt tiêu được luồng sức mạnh kia. Hạ Tiên sinh quả nhiên danh bất hư truyền, sức mạnh vẫn còn cường đại như vậy. Lạc Quyền Đông thấy thế. Càng cười to hơn, xem ra ta phải tăng nhanh sức hấp thụ của Thiên Lao, nếu không thì há chẳng phải là lãng phí một tòa bảo sơn như ngươi một cách vô ích. Hạ Thiên nghe Lạc Quyền Đông nói đến phát chán, hơi khó chịu đáp, vốn ta còn muốn vui đùa với ngươi thêm một chút, nhưng ngươi dám ra tay với đồ đệ ta, vậy thì đừng trách ta không nói trước đã thẳng tay giết chết ngươi. Chương 2272, cái nhà lao rách, ngươi đừng phô trương thanh thế nữa. Lạc Quyền Đông hừ lạnh một tiếng. Trong nháy mắt vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc, Thiên Lao Tinh Quang chính là một món vũ khí cực mạnh, vị tu tiên giả trong mộ kia cũng vì nhất thời sơ ý mà bị lồng giam này vây khốn, kết quả cuối cùng chẳng phải cũng bỏ mình đấy sao? Hạ Thiên ngươi có lợi hại tới đâu đi chăng nữa, thì liệu có thể lợi hại hơn vị tu tiên giả kia không? Dĩ nhiên là ta lợi hại hơn hắn rồi, bởi vì ta là Hạ Thiên. Hạ Thiên bĩu môi, trên đời này không có thứ gì có thể nhốt được ta. Cái nhà lao rách này của ngươi cũng không thể. Lạc Quyền Đông sát khí bừng bừng nói, vậy ngươi cũng đừng trách ta,
hôm nay chính là ngày chết của hai người các ngươi. Lúc trước ta còn định để qua một thời gian ngắn nữa mới đối phó các ngươi, ai biết chính các ngươi tự đưa tới cửa, cũng tốt, tiết kiệm cho ta không ít thời gian. Giết các ngươi xong, ta lại xử lý Triệu gia, Viên gia cũng chưa muộn, kinh đô sẽ trở thành thiên hạ của Lạc gia bọn ta. Đúng là kẻ điên mới chịu một quyền đã váng đầu. Triệu Thanh Thanh lắc đầu, trước giờ cũng không thể hiểu nổi loại người si mê quyền thế này, chỉ biết tránh cho thật xa. Nói thật ra thì ta còn phải cảm tạ các ngươi. Lạc Quyền Đông bỗng nhiên lại trở nên thành khẩn, những năm qua, ta luôn hợp tác với Vạn Cổ Hội, nhưng đám người kia lòng tham không đáy, ta đã muốn thoát khỏi bọn họ từ lâu. Chẳng qua là có đôi khi làm việc không thể không cần đến bọn họ, hơn nữa vạn con huyền phệ cổ của Trương Mục Hạ cũng khiến ta nhức cả đầu. Kết quả là, các ngươi lại giúp ta giải quyết đống phiền toái đó, đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Vạn lão đầu nghe lời này, bỗng nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, Lạc Quyền Đông, lời này là có ý gì, chẳng lẽ mới vừa rồi ngươi không truyền tống tiểu thư về nhà ư? Ta đã nói rồi, trong quá trình truyền tống có thể sẽ xuất hiện tổn thương không thể nghịch chuyển, không phải ngươi cũng nghe rõ ràng đấy sao? Lạc Quyền Đông lạnh lùng liếc Vạn lão đầu, hiển nhiên cũng không để hắn vào mắt. Ta quả thật đã truyền tống đi rồi, về phần đưa đi đâu, đó không phải là chuyện mà ta có thể kiểm soát, sự cố này là ngoài ý muốn. Lạc Quyền Đông, ngươi dám đối xử với tiểu thư bọn ta như thế. Vạn lão đầu giận tím mặt, gọi ra mấy con cổ trùng nhanh chóng tiến lên chào hỏi Lạc Quyền Đông, ta liều mạng với ngươi. Lạc Quyền Đông chậm rãi giơ tay trái lên, năm đầu ngón tay liền hiện lên 5 điểm sáng, tiếp theo liền có 5 sợi chỉ trắng bắn nhanh ra. Bao phủ vạn lão đầu ở bên trong. Đây là, vạn lão đầu kinh hãi phát hiện mình không thể nhúc nhích, trong hư không giống như có cái gì đó đang giữ tay chân hắn lại, họ Lạc kia, ngươi không sợ lửa giận của đại cổ sư trong tộc bọn ta sao? Dĩ nhiên là sợ rồi, đáng tiếc làm sao mà hắn biết được các ngươi chết trong tay ta chứ? Lạc Quyền Đông cười ha hả, chỉ vào Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh, bọn họ mới là hung thủ thật sự, ta sẽ giết bọn họ báo thù cho các ngươi. Như vậy thì các ngươi chết cũng nhắm mắt. Nói xong, 5 ngón tay trái của Lạc Quyền Đông xoay chuyển, chỉ thấy 5 sợi ánh sáng trắng cũng xoay tròn theo giữa không trung, giống như đang vặn xoắn không gian. Chuyện này là sao? Triệu Thanh Thanh kinh hãi nhìn thân thể của vạn lão đầu cũng bị bóp méo theo 5 đường ánh sáng trắng kia, cuối cùng tụ lại thành một quả cầu ánh sáng màu trắng. Lạc Quyền Đông tươi cười chộp quả cầu ánh sáng vào trong lòng bàn tay, sau đó kẹp giữa hai tay, đặt trước ngực. Sau khi niệm một đoạn chú ngữ rối rắm khó hiểu, hai tay dần dần khép lại, chỉ chốc lát sau quả cầu kia liền biến mất không thấy đâu. Quả nhiên chỉ là một người bình thường, sức mạnh có thể hút được cũng ít ỏi. Lạc Quyền Đông thở một hơi dài nhẹ nhõm, vẻ mặt không hài lòng cho lắm, nhưng ngay sau đó lại hướng mắt nhìn về phía Triệu Thanh Thanh và Hạ Thiên, hiện tại đến phiên các ngươi rồi, hy vọng các ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Nếu như bây giờ các ngươi quỳ xuống đất xin tha, có lẽ ta sẽ tha mạng cho các ngươi. Sư phụ, người này hình như cũng có chút bản lĩnh. Triệu Thanh Thanh nhỏ giọng nói với Hạ Thiên, chú thuật của hắn sao giống bàng môn tà đạo quá. Hắn không hề lợi hại, cũng không phải bàng môn tà đạo gì cả. Hạ Thiên vẫn cà lơ phất phơ, hắn cũng không biết chú thuật gì, từ đầu tới giờ chỉ là làm mấy trò bịp bợm còn con mà thôi. Nhưng pháp bảo này đúng là đồ thật, coi như cũng khá thú vị. Lạc Quyền Đông nghe Hạ Thiên nói vậy, mặt liền biến sắc, giận dữ hét lên, xem ra các ngươi lựa chọn đường chết rồi. Vậy thì đi chết đi. Những điểm sáng mang theo đường dây màu trắng bao phủ Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh kia lập tức bóp méo, Triệu Thanh Thanh nhớ tới kết quả thê thảm của lão đầu vừa nãy, trong lòng thầm lo, chủ động xuất kích lần nữa, đáng tiếc quyền cước vẫn không có hiệu quả với Lạc Quyền Đông, trực tiếp sượt qua thân thể hắn. Ngươi đánh không chúng ta đâu. Lạc Quyền Đông không nhịn được chê cười, đừng uổng phí thời gian nữa. À, kết quả là lời còn chưa nói hết, cả người liền trực tiếp bay ra khỏi biệt thự, rơi xuống chỗ mà mọi người đều không thấy. Hạ Thiên cười hì hì nói, chẳng phải ta đánh chúng rồi đấy sao? Sư phụ, sao ngươi đánh chúng hắn thế? Triệu Thanh Thanh vẫn hơi mơ hồ, còn ta lại không thể. Ta đã nói rồi, chỉ cần dùng sức là có thể đánh chúng. Hạ Thiên thản nhiên trả lời, chính hắn cũng nói, pháp bảo kia cần phải hút lấy sức mạnh của người khác mới có thể tồn tại. Vậy chỉ cần dùng thêm chút sức không phải là có thể đột phá hạn chế của pháp bảo rồi sao? Thật sự đơn giản như vậy ư? Triệu Thanh Thanh nghi ngờ,
thầm nghĩ, trên thế giới liệu có mấy người có sức mạnh khủng khiếp như ngươi chứ? Chương 2273, đi ăn thịt nướng. Sự thật chứng minh, quả thật chỉ đơn giản như vậy. Sau khi Lạc Quyền Đông bị Hạ Thiên đánh bay, thì không biết sống chết thế nào. Những chấm sáng và đường sáng đang trôi lơ lửng giữa không trung kia cũng nhanh chóng thu về, cuối cùng ngưng tụ thành một vật thể trong suốt như thủy tinh lớn bằng một ngón cái, rơi vào tay Triệu Thanh Thanh. Đây là thứ gì? Triệu Thanh Thanh mở lòng bàn tay ra, phát hiện mặt ngoài nó trong suốt, bên trong có mười mấy điểm sáng đang lưu động, lẫn trong đó là những sợi dây gắn kết rất nhỏ, những điểm sáng bên trong vẫn đang hoạt động sao? Có vẻ Hạ Thiên cũng không biết tên nó là gì, nhưng điều này cũng không làm khó được hắn, những chấm sáng kia là điểm giới hạn, đường chỉ trắng là giới tuyến, vậy cứ gọi nó là truyền tống bảo, là được. Sư phụ, người nhận ra nó ư? Dù Triệu Thanh Thanh hết sức tin phục Hạ Thiên, lúc này cũng hơi hoài nghi hắn đang nói hưu nói vượt. Ai quan tâm nó tên gì, dù sao vật này đã không còn tác dụng. Hạ Thiên khôi phục bộ dạng thờ ơ. Triệu Thanh Thanh sửng sốt, không giải thích được nói, không phải là Quyền Đông mới vừa dùng sao. Nát bét rồi, cũng chỉ có tên ngốc không có linh khí kia miễn cưỡng dùng được. Hạ Thiên uể oải giải thích, chúng ta là tu tiên giả, một khi chuyển linh khí vào, vật này sẽ hỏng ngay. Không thể sửa lại sao? Triệu Thanh Thanh hỏi, nếu như phối hợp thủ ấn và chú thuật thì sao? Hạ Thiên bĩu môi, mớ chú thuật và thủ ấn kia chỉ để gạt người, không có tác dụng gì. Quả thật là Quyền Đông không biết chú thuật gì cả, thủ ấn cũng có học một chút, nhưng cũng không có bất kỳ liên hệ gì với món pháp bảo này. Pháp bảo này là do nhiều năm trước hắn lấy được từ trong không gian quỷ dị của một ngôi cổ mộ. Hắn suy đoán đây chắc hẳn là di vật của một vị tu tiên giả, hắn dùng rất nhiều thời gian mới hiểu được cách dùng của món pháp bảo đã hư hại này, một là chức năng truyền tống, hai là chức năng giam cầm. Đáng tiếc bản thân là Quyền Đông không phải là tu tiên giả, trong cơ thể không có linh khí, không có cách nào vận dụng tự nhiên hai loại chức năng khác biệt này. Bình thường, pháp bảo kia cũng phải dùng các loại đồ cổ ẩn chứa linh khí mỏng manh để tu dưỡng, nhằm ngăn ngừa chức năng còn sót lại trong pháp bảo bị tổn hại hoàn toàn. Vì pháp khí này không ổn định, nên là Quyền Đông không thể thường xuyên lấy nó ra dùng, cũng sợ nó sẽ bị những kẻ lợi hại hơn ngó ngàng đến, cho nên tự thêu dệt một bộ chú thuật và thủ ấn, dùng để mê hoặc người khác. Người bình thường thấy là Quyền Đông biểu diễn thủ ấn trông như thật, cùng với mớ chú ngữ bí hiểm khó hiểu kia, thật sự sẽ chùn bước, ngay cả đám người vạn cổ hội cũng bị Lạc Quyền Đông dọa. Cho nên mới phải hợp tác với hắn. Hạ Thiên liếc sơ là đã nhìn thấu trò hề của Lạc Quyền Đông, lúc trước cũng lười vạch trần hắn, nhưng vẫn cảm thấy hứng thú với món pháp bảo mà hắn giấu giếm, cho nên vẫn chờ tên ngốc này dùng đến, kết quả lại quá thất vọng. Sư phụ, mấy người lúc trước bị cái, ai ra, truyền tống bảo, này mang đi đâu vậy? Triệu Thanh Thanh không biết xưng hô món đồ trong tay như thế nào, chỉ có thể gọi theo cái tên mà Hạ Thiên vừa đặt cho nó. Hạ Thiên cũng không tò mò chuyện này, tùy ý trả lời, ta đoán chắc là bị truyền tống đại tới nơi nào đó, dù sao không chết là được, nếu nàng quan tâm có thể tự đi tìm. Vậy coi như xong, Triệu Thanh Thanh lại hỏi, sư phụ, còn chuyện lão đầu kia bị hắn hóa thành quả cầu năng lượng rồi hấp thu thì sao? Nó vốn không có chức năng này, tên ngốc họ Lạc kia chẳng qua là đang diễn trò, muốn hù chúng ta thôi. Hạ Thiên uể oải nói, Triệu Thanh Thanh tức điên. Lập tức gọi điện thoại cho người của Thiên Đạo Tổ, mang cả Lạc Quyền Đông chưa biết sống chết, lẫn Lạc Ngọc Minh trong phòng ngủ về Thiên Đạo Tổ. Sư phụ, vật này xử trí sao đây? Triệu Thanh Thanh ở lại với Hạ Thiên, đưa vật phát sáng trong tay cho Hạ Thiên xem. Hạ Thiên cười hì hì nói, Thanh Thanh nha đầu, nếu ngươi thích thì mang về là được, làm mặt dây chuyền cũng được đó. Biến pháp bảo thành mặt dây chuyền. Mặc dù Triệu Thanh Thanh cảm thấy vật nhỏ này quả thật rất đẹp, nhưng vẫn lắc đầu, để ta cất đi, nói không chừng ngày nào đó lại cần dùng tới. Vậy thì tùy nàng. Hạ Thiên cũng không có ý kiến gì khác, chỉ nói, hơi đói rồi, chúng ta đi ăn gì đi. Triệu Thanh Thanh nhìn chung quanh, địa hình sau núi trước hồ, bốn phía đều là khu biệt thự, căn bản chẳng có chỗ nào dùng cơm được, xung quanh đây hình như chẳng bán gì, hay là chúng ta trở về rồi ăn. Không cần, tùy tiện tìm một chỗ là được. Hạ Thiên ôm eo Triệu Thanh Thanh. Thân hình chợt lóe đã đến một khu vực thành thị khá phồn hoa. Dõi mắt trông, hai bên cửa hàng mọc san sát, đèn đường lấp lánh, khác xa cảnh tượng mới vừa rồi. Sư phụ, chúng ta đi ăn cái gì đây, thịt nướng nhé.
Triệu Thanh Thanh biết sức ăn của Hạ Thiên, quán nhỏ bình thường chỉ sợ là hắn ăn không no, ta nhớ phía trước có một nhà hàng thịt nướng cũng được lắm. Hạ Thiên gật đầu đồng ý, được, vậy thì đi qua đó xem. Hai người đi về phía trước một lát, thì gặp mấy người phát tờ rơi, cùng mặc đồng phục của tình nguyện viên, hình như đang làm hoạt động gì đó. Triệu Thanh Thanh tiện tay nhận lấy một tờ, mở ra rồi xem lướt qua, thấy đó là hướng dẫn phân loại rác, không khỏi đọc lại mấy lần, sau đó tiện tay gấp lại nhét vào trong túi áo. Người bị điên à, chặn đường ta làm gì? Lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên vang lên một tiếng hét to muốn điếc tai, khiến những người chung quanh đều có cảm giác màng nhĩ sắp rách. Triệu Thanh Thanh cũng quay đầu nhìn về hướng đó, thì ra là một người đàn ông trung niên chừng 40 tuổi đang nổi giận với một cô bé tình nguyện viên khoảng 18, 19 tuổi. Cô bé kia cũng bị dọa, chỉ nhẹ giọng nhắc nhở, vị tiên sinh này, mấy thứ rác của ngươi lẫn vào nhau hết rồi, hãy phân loại và ném chúng vào đúng thùng rác thì tốt hơn. Chương 2274. Việc ta thích nhất là xen vào chuyện của người khác. Phần con mẹ ngươi ấy, ông mày vứt rác mấy chục năm rồi, còn cần ngươi tới dạy đời à? Người đàn ông trung niên rất hung hãn, nhìn cô bé chằm chằm, mắng, cút đi chỗ khác, ông đây đang bận, không rảnh nói nhảm đâu. Tiên sinh, bọn ta là tình nguyện viên, đang tổ chức hoạt động làm thế nào để phân loại 4 loại rác thải, ngài chỉ cần bỏ ra 5 đến 10 phút, là có thể dễ dàng phân biệt ra mấy thứ này là rác loại gì. Nàng gái trẻ vẫn giữ bình tĩnh, vẫn rất ôn hòa nói, phân loại rác đàng hoàng, là trách nhiệm với môi trường, trách nhiệm với địa cầu, trách nhiệm với tương lai của chúng ta. Không để ta yên đúng không? Người trung niên kia không nhịn được nói, người muốn phân loại thì phân một mình đi. Làm phí thời gian của ông đây ngươi đền nổi không? Tiên sinh, ta cảm thấy ngươi nên dành chút thời gian để tìm hiểu. Cô bé kia trông nhỏ nhắn đáng yêu, tính cách lại thuộc loại bên ngoài mềm mỏng bên trong cứng cỏi, cũng không sợ hãi thái độ hung hăng của người đàn ông, tiếp tục khuyên nhủ, hiện tại việc phân loại rác mới chỉ là khuyến nghị, nếu như đợi chính thức ban hành luật, ngài ném rác như vậy thì sẽ phải chịu tiền phạt. Cao nhất có thể sẽ bị phạt 200 tệ. Cô bé còn chưa nói hết lời. Người đàn ông trung niên đã trực tiếp móc ví tiền ra, hai ngón tay tùy tiện gắp ra mấy tờ tiền 100 tệ, ném vào mặt cô bé, nói tới nói lui, không phải là muốn tiền sao, ông bố thí cho ngươi 500 tệ đó, ngươi tránh ra đi. Cô bé còn nhỏ hiển nhiên chưa bao giờ trải qua chuyện như thế này, không khỏi ngẩn người, một lúc lâu sau vẫn chưa bình tĩnh lại, vội vàng nhặt đống tiền rơi lả tả dưới đất lên. Đám người hóng chuyện xung quanh không khỏi sinh lòng coi thường. Nghĩ thầm cô bé này quả nhiên là kẻ tham tiền. Nhưng sau khi cô bé nhặt tiền xong, vội vàng đuổi theo người đàn ông trung niên kia, trả lại tiền cho hắn, tiên sinh, ta là tình nguyện viên, xin ngài cất tiền đi. Phân loại rác vốn là trách nhiệm của ta và ngài, làm như vậy mới tốt cho ngài, cho ta, và cho cả xã hội. Ta cũng không muốn ép buộc ngài, nhưng ta hy vọng ngài có thể bỏ chút thời giờ để đi làm chút chuyện nhỏ có ích cho xã hội thôi. Chuyện nhỏ cái con khỉ. Ông không phân đấy, ông thích ném lung tung đấy, người có thể làm gì được ta? Người đàn ông trung niên cũng tức điên lên rồi, nhấc chân liền đạp cái túi rác màu đen mà hắn mới vừa tiện tay nhét vào thùng rác, rác dưới bên trong liền rơi vãi đầy trên mặt đất, thậm chí có một phần dính vào giày và góc quần của Triệu Thanh Thanh với Hạ Thiên. Những tình nguyện viên khác vội chạy đến khuyên bảo, lại bị người đàn ông trung niên kia thô bạo đẩy ngã lăn ra đất, thậm chí còn đạp thêm mấy đạp. Tiên sinh! Sao ngài lại đánh người? Cô bé còn muốn khuyên thêm hai câu, ngươi làm vậy là không đúng. Thì sao nào, ta còn đánh ngươi nữa này? Người đàn ông giơ tay lên định cho cô bé thêm cái tát, nhìn điệu bộ thì cái tát này chắc chắn không hề nhẹ, nếu là đánh thật thì đoán chừng mặt cô bé nhất định sẽ sưng lên. Ngươi làm gì thế? Triệu Thanh Thanh vội vào tới, nhấc chân đá người đàn ông kia ngã lăn ra đất, ai dắt chó ra cửa mà quên cài xích thế này? Người đàn ông trung niên không ngờ có người dám đạp hắn, đau đến mức rên rỉ, mắng Triệu Thanh Thanh, ngươi là tên quái nào vậy, ông đây dạy dỗ nàng ta thì liên quan gì tới ngươi, rảnh quá hay sao mà đi xen vào việc của người khác. Ta tên là Triệu Thanh Thanh, việc thích làm nhất đúng là xen vào việc của người khác đó, đặc biệt là loại chuyện một tên đàn ông lại đi khi dễ một cô bé. Cái tính nữ hiệp thích trừ bạo cứu yếu, việc nghĩa không từ của Triệu Thanh Thanh bùng phát. Hung hăng chừng người đàn ông trung niên kia. Không thể không nói, danh tiếng của Triệu Thanh Thanh cũng khá nổi, nàng chỉ mới báo tên, trong quần chúng lập tức có người kêu lên,
nàng ấy là nữ hiệp Thanh Thanh. Đúng là nàng ấy rồi, quả nhiên nơi nào có bất bình nơi đó có Thanh Thanh. Tên này chọc ai không chọc, vậy mà lại đụng phải nữ hiệp Thanh Thanh ghét ác như thù. Nữ hiệp Thanh Thanh đừng tha cho hắn, đánh hắn một trận đi. Người trung niên kia hình như cũng từng nghe đến danh tiếng của Triệu Thanh Thanh, không khỏi kinh sợ, lập tức la lớn phân bua, ta nào có khi dễ nàng ta, rõ ràng là nàng ta ăn hiếp ta. Ta tới vứt rác thôi mà, nàng ta lại đi lôi kéo, bắt ta tham gia hoạt động tiếp thị gì đó, ta nói không muốn, nàng ta lại cứ quấn lấy ta không tha. Ta còn phải gặp mấy khách hàng quan trọng nữa, bây giờ làm trễ nãi chuyện lớn của ta, mấy người có đền được không? Vị tiên sinh này, bọn ta đang tổ chức hoạt động tình nguyện, chứ không phải là tiếp thị gì cả, cũng không có mời ngươi mua bất cứ thứ gì. Cô bé châm rãi giải thích, hơn nữa, phân loại rác vốn là chuyện mà mọi người chúng ta đều phải làm. Rồi rồi rồi, lần này coi như là ta sai, được chưa? Người đàn ông trung niên thấy xung quanh càng ngày càng nhiều người đến xem, còn có người đang giơ điện thoại quay phim chụp hình, đành phải cầu hòa, lần sau ta nhất định sẽ chú ý, tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa. Triệu Thanh Thanh thấy người này xoay người muốn chạy, liền tiến lên hai bước ngăn cản hắn, đưa cho hắn tờ rơi mới gấp đôi lúc nãy, ngươi phải học thuộc tờ rơi này ngay tại đây, sau đó nhặt rác trên mặt đất lên, dựa theo nó mà phân loại đàng hoàng cho ta, nếu không thì có tin là ta ném ngươi vào thùng rác luôn không? Người đàn ông trung niên biết sợ rồi, đành phải ngoan ngoãn học thuộc nội dung trong tờ rơi, sau đó dưới cặp mắt nhìn chừng chừng của mọi người, phân loại đàng hoàng, lại cho vào trong từng thùng rác tương ứng. Cuối cùng bỏ chạy chối chết, không dám đứng đó làm mất mặt mình nữa. Cô bé nhỏ cùng những tình nguyện viên khác cảm ơn Triệu Thanh Thanh rối rít, chết sống gì cũng đòi kéo nàng cùng đi ăn khuya. Triệu Thanh Thanh đành phải nhìn về phía Hạ Thiên, muốn hỏi ý kiến của hắn. Hạ Thiên đương nhiên là không có ý kiến, dù sao ăn cái gì, đi chỗ nào ăn, từ trước đến giờ hắn không quá để ý, chỉ cần ăn no là được. Chương 2275. Ta là sư phụ của nàng, cũng là chồng của nàng. Món ăn khuya thích hợp nhất dĩ nhiên là đồ nướng, còn giúp mọi người thắt chặt quan hệ. Phát xong tất cả tờ rơi, Triệu Thanh Thanh và Hạ Thiên cùng mấy tình nguyện viên này đi tới một tiệm thịt nướng cũng khá tươm tất. Nhóm tình nguyện này tổng cộng có 5 người, 3 nam 2 nữ, đều là sinh viên năm nhất tại một trường đại học gần đó, vừa muốn kiếm chút học phí, tiện thể tuyên truyền việc phân loại rác, nên mới làm tình nguyện viên. Về phần tại sao lại chọn cái giờ gần nửa đêm này đi tuyên truyền, nguyên nhân chủ yếu là vì ở khu vực quanh đây, thường xuyên có người nửa đêm lén lút bỏ rác lung tung, bọn họ muốn bắt một trường hợp, sau đó tiện thể tuyên truyền luôn. Sau khi Triệu Thanh Thanh nghe xong, không khỏi sinh lòng cảm khái, không hổ là sinh viên năm nhất đại học, quả nhiên đầy nhiệt tình, dám nghĩ dám làm, cũng không tránh khỏi những điểm đặc trưng của chủ nghĩa lý tưởng, liều mạng y như cô khi còn đi học. Thanh Thanh tỷ. Không ngờ lại gặp tỷ ở đây, cô bé còn kích động ôm lấy Triệu Thanh Thanh, chúng ta từng gặp nhau à? Cô bé tên Hứa Tiểu Quân này là thủ lĩnh của nhóm, cũng khá xinh đẹp, mặc dù chỉ cao chừng 1m6, hình thể cũng tương đối nhỏ nhắn, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra sự kiên cường, là kiểu em gái ngoài mềm trong cứng điển hình. Hoạt động tình nguyện lần này là do nàng ấy tổ chức, 4 tình nguyện viên còn lại đều là bạn bè hoặc học chung với cô. Cô gái còn lại tên Vương Diễm. Tóc ngắn ngang tai, tướng mạo không xinh đẹp lắm, nhưng nhìn rất thân thiện, ở cùng phòng với Hứa Tiểu Quân. 3 nam sinh thì đẳng cấp khá khác biệt, không giống như là bạn bè thân thường chơi chung. Ví dụ như, người ngồi bên trái Hứa Tiểu Quân, là một nam sinh cao lớn đẹp trai tên Thái Giai Húc, trong 5 người chỉ có hắn mặc trang phục của mình, kiểu dáng trông khá đơn giản, nhưng đều là hàng hiệu, vừa nhìn đã biết là con nhà có tiền. Mà nam sinh mập mạp ngồi bên cạnh Vương Diễm. Tên Tạ Phi, dù là khí chất hay cách ăn mặc, đều nhìn ra được có chút túng thiếu, biết ngay là thuộc loại con trai cả ngày không ra đường. Nam sinh cuối cùng tên là Cam Văn Trạch, cao cao gầy teo, thuộc kiểu trầm mặc ít nói. Lúc này Triệu Thanh Thanh cũng nhớ ra cô bé trẻ tuổi này là ai, cười nói, à, ta nhớ ra rồi, ngươi là em họ ngoại mọt sách của Hứa Kiều Na, tên là Tiểu Quân đúng không, lần trước gặp, ngươi còn đang học lớp 10, trông rất khác so với bộ dáng bây giờ. Đúng, là ta, trước kia luôn mang mắt kiếng thật dày, nên chỉ Kiều Na mới gọi ta là con mọt sách. Hứa Tiểu Quân hưng phấn gật đầu. Không phải ngươi đi nước ngoài sao, trở về từ bao giờ vậy, hơn nữa còn. Triệu Thanh Thanh chỉ quần áo của Hứa Tiểu Quân,
so sánh với Hứa Kiều Na lúc nào cũng ăn mặc chỉn chu và trang điểm diễm lệ, thì Tiểu Quân thật sự là quá bình thường. Lớp 12 có đi du học, nhưng ở nửa năm cảm thấy không hợp nên quay về rồi. Hứa Tiểu Quân cười cười, hơi xấu hổ giải thích, thật ra thì cũng do không quen với không khí nước ngoài, sau đó trở về học bổ túc thêm một năm, bây giờ đang là sinh viên trường Bắc Đại. Ái chà, học bổ túc một năm đã có thể thi đậu Bắc Đại, lợi hại thật. Triệu Thanh Thanh phải than thở, học sinh giỏi đúng là học sinh giỏi. Ta chỉ là một con mọt sách thôi. Hứa Tiểu Quân không muốn nói về đề tài này quá nhiều, cho nên giơ một ly bia lên, vừa kính Triệu Thanh Thanh vừa cười nói, Thanh Thanh tỷ, chuyện mới vừa rồi phải cảm ơn ngươi, ngươi mới giỏi đó. Tửu lượng của Hứa Tiểu Quân cũng không tốt, nhưng lại uống một hơi cạn sạch cốc. Đừng khách sáo, ta chỉ tiện tay thôi. Các ngươi tự nguyện làm những hoạt động công ích này, mới thật là giỏi. Triệu Thanh Thanh cũng rất thưởng thức cô em họ này của Hứa Kiều Na, chẳng những tính cách ngay thẳng, vô cùng nhiệt tình, hơn nữa còn lạc quan, rất đáng yêu. Thái Giai Húc kề sát vào bên tai Hứa Tiểu Quân, khẽ thầm thì Tiểu Quân, người thật là bí ẩn, lại còn quen biết với nữ hiệp Thanh Thanh. Đây là bạn của chị họ ta, trước kia có gặp mấy lần. Hứa Tiểu Quân có vẻ hơi phòng bị anh chàng đẹp trai này, không mặn không nhạt trả lời. Thái Giai Húc cười cười, con người quay tròn vài vòng, không biết đang suy nghĩ gì. Thanh Thanh tỷ, người thật sự quá lợi hại, người đàn ông mới vừa rồi dữ tợn quá, ta bị dọa tới nỗi không dám thở. Vương Diễm vỗ bộ ngực bằng phẳng của mình, vẫn còn sợ hãi nói, ta cũng mời ngươi một ly. Tên mập Tạ Phi ngồi cạnh cũng dùng mình nói, quả thật, hình như người đó còn uống rượu, nếu thật sự đánh nhau, thì chúng ta ắt phải mang vạ. Nữ hiệp Thanh Thanh, trước kia ta là người hâm mộ của ngươi, có thể gặp được người thật thế này đúng là đáng mừng. Thái Giai Húc nhìn không được lại năn nỉ Triệu Thanh Thanh, mới vừa rồi thân thủ ngươi thật sự quá đẹp, có thể dạy ta không? Vậy ngươi mừng hơi sớm rồi. Hạ Thiên khó chịu nói, nàng không rảnh dạy ngươi, cũng không thể dạy ngươi. Ngươi có quan hệ gì với nữ hiệp Thanh Thanh? Thái Giai Húc bất mãn đánh giá Hạ Thiên, nhưng ngay sau đó nhíu mày, ngươi có tư cách gì quyết định thay cô ấy? Ta là sư phụ của nàng, cũng là chồng của nàng. Hạ Thiên lười biếng trả lời, ngươi nói xem ta có tư cách quyết định thay nàng không? Mấy người khác liền sững sờ, biểu hiện trên mặt không giống nhau. Thì ra tin đồn nữ hiệp Thanh Thanh có đối tượng là thật. Vương Diễm không khỏi che miệng hô lên, Tạ Mập Mạp thì càng hoảng hơn, đến cái lưỡi cũng muốn lẻ cả ra, trời ơi, đất ơi, nữ thần của ta đã có chủ. Chẳng lẽ ta chỉ có thể quen mấy bà già sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 121.